Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 15. Nửa tháng sau, Trác Phàm lặng lặng mà ngồi tại một cái phòng nhỏ bên trong, an tâm tính tọa tu luyện, xem như khó được trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn. Những ngày qua bên trong đến, Lạc gia to to nhỏ nhỏ sự tình, hắn đều muốn an bài chu đáo. Thân là chấp trưởng Lạc gia hết thảy sự vụ đại quản gia, hắn nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều bố trí thỏa đáng. Còn muốn xem xét nhìn hộ vệ cùng ám ảnh đội tiến độ tu luyện, chính mình thời gian tu luyện ngược lại không đủ. Mặt khác, bởi vì Lạc Vân Hải bái độc cô chiến thiên nghĩa phụ một chuyện, hắn nhất định phải thường xuyên đem tiểu thiếu gia này đưa vào độc cô quân đại doanh, liên lạc cảm tình. Tuy nhiên độc cô chiến thiên ngay từ đầu có tâm tình mâu thuẫn, nhưng cũng phải thua thiệt tiểu tử này thông minh, thời gian lâu, liền chiếm được lão đầu kia niềm vui, đối với hắn rất là yêu thích. Coi như biết rõ lấy Lạc gia đạo, cũng chỉ có đần độn u mê nhận. Đến mức về sau, Lạc Vân Hải trực tiếp ở tại ngoài 10 dặm độc cô trong đại doanh, không trở lại. Mà lại ở một cái, cũng là 2-3 ngày. Nhưng đối với cái này, Trác Phàm nhưng cũng yên tâm không ít. Đối với nghĩa phụ tử, cuối cùng là thực chí danh quy. Đột nhiên, Trác Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, thì thào lên tiếng, hắc hắc hắc. Ta chính phát sầu không có lý do, đem lão gia hỏa kia dẫn tới các ngươi nơi đó đi, nghĩ không ra các ngươi ngược lại tới trước, chính hợp ý ta. Lão bàng. Siêu một tiếng, Trác Phàm đứng dậy lui ra ngoài cửa, lớn tiếng hô quát. Bàng thống lĩnh sau khi nghe được, không khỏi vội vàng đi tới nơi này, ôm quyền nói, Trác quản gia, có gì phân phó. Ngươi đi một chuyến độc cô quân đại doanh, hướng lão đầu kia cầu viện, nói Lạc gia gặp nạn. Cái gì, có địch tập, ở đâu, ta trước đi xem một chút, bàng thống lĩnh không khỏi giật mình, vội vàng đi ra ngoài. Trác Phàm hung hăng gõ hắn một chút đầu, cười mắng lên tiếng, ngươi ra ngoài nhìn cái cọng lông, đây chính là lý do, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, nhanh đi cầu viện. Bàng thống lĩnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi đầu một cái, trong lòng không hiểu, nhưng là đã Trác Phàm nói như vậy, hắn cũng chỉ có đi làm theo. Dù sao Trác Phàm làm việc luôn luôn thâm bất khả trắc, hắn hết thảy quyết định khẳng định có hắn nói ý. Bọn họ chỉ cần chiếu hắn nói làm, thì tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn lấy bàng thống lĩnh nhanh chóng quyết đoán chạy ra ngoài, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, hướng về Phong Lâm thành cửa, lách mình bay đi. Cùng lúc đó, siêu siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, theo đếm đạo lưu quang lóe qua, Tiềm Long Các, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hầu phủ ba nhà nhân mã rơi xuống Phong Lâm thành cửa phụ cận. Xa xa nhìn về phía cổng thành bên trong, Mỗ Mỗ Sở Bích Quân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, lo lắng nói, không biết bọn họ động thủ không có, hy vọng chúng ta không có tới muộn đi. Bây giờ nội thành im ắng, coi như động thủ từ lâu động đậy. Chỉ là, Tiềm Long Các chủ Long Giật Phi trầm ngâm một trận, lẩm bẩm nói, cái này Phong Lâm thành chính là bảy nhà cấm địa, chúng ta phải chăng muốn đi vào xem một phen. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. U Minh Cốc những người kia là làm sao trà trộn vào đi, bọn họ không biết, nhưng là tuyệt đối sẽ không là như thế quang minh chính đại đi vào. Nếu là hôm nay bọn họ đi vào bị người bắt được, lại thêm Lạc gia bị diệt, cái này bô ỉa có lẽ thì đập đến bọn họ trên đầu. Đến lúc đó coi như hoàng thất mềm yếu, không biết bắt bọn hắn thế nào, cái kia đế vương môn có lẽ liền sẽ nhờ vào đó làm khó dễ. Bọn họ thì hoàn toàn rơi vào đế vương môn bọn người cái bẫy. Thế nhưng là nếu không đi vào, bên trong tình huống bọn họ không rõ ràng, lại chỉ có thể bị động ngồi đợi, thật sự là cảnh lưỡng nan a. Trầm ngâm một chút, Sở Bích Quân trùng điệp một đập long đầu kim trượng, âm thanh lạnh lùng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chúng ta đi. Vừa dứt lời, liền dẫn đầu mang theo Thanh Hoa Mẫu Đơn hai vị lâu chủ, hướng cửa thành tiến lên. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong liếc nhìn nhau, cũng là khẽ gật đầu, theo sau. Tuy nhiên Mỗ Mỗ là nổi danh Thiết Nương Tử, nhưng là hai người bọn họ đại lão gia, chẳng lẽ còn không bằng một nữ tử có bá lực sao? Sau đó mọi người không quan tâm cái gì cấm lệnh, cũng mặc kệ bẫy dập gì, đột nhiên hướng Phong Lâm thành thẳng tiến. Sở Bích Quân, các ngươi cho lão phu đứng lại, đột nhiên, hét lớn một tiếng từ trên trời hạ xuống dưới. Lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, cản bọn họ lại đường đi. Nhìn kỹ lại, lại chính là U Minh Cốc, Dược Phương Điện cùng Khoái Hoạt Lâm ba nhà đuổi theo.
Sở Bích Quân ánh mắt khẽ híp một cái, lạnh lùng lên tiếng, U Cốc chủ, các ngươi đây là ý gì? Hắc hắc hắc, mọi người rõ ràng người trước mặt không nói tiếng lóng, các ngươi tâm tư chúng ta minh bạch, bất quá đáng tiếc, các ngươi tới chậm. Nhếch miệng cười một tiếng, U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bá Công bọn người liếc nhau, cùng nhau cười to lên. Sở Bích Quân mọi người mi đầu ngưng tụ, thật sâu nhăn lại đến, chẳng lẽ, các ngươi đã? Không tệ, chúng ta biết các ngươi là đến giúp trợ Lạc gia. Nhưng là, các ngươi bay lại nhanh, chẳng lẽ còn có truyền tin ngọc giản nhanh sao? Hừ hừ, đàng hoàng nói cho các ngươi a, nếu là lão phu đoán chừng không kém, nửa tháng trước, lão phu phái tới tiềm phục tại Phong Lâm thành nhân mã, thì đã được đến chúng ta truyền tin, hướng Lạc gia động thủ. Hiện tại Lạc gia, đại khái đã thây ngang khắp đồng a, ha ha ha. U Vạn Sơn lại là một đạo cười to phát ra, Nghiêm Bá Công bọn họ nghe, cũng là cùng nhau cười to lên. Sở Bích Quân cùng Long Giật Phi bọn người, thì là mặt sắc mặt ngưng trọng. Cứ như vậy lời nói, liền phải nhìn Hoàng Thất bên kia phản ứng. Nếu là Hoàng Thất lại mềm yếu đi xuống, cái kia đế vương môn trinh phạt đem về không cố kỵ nữa. Mà thất trong nhà đầu tiên muốn đối phó, cũng là bọn họ ba nhà. Chỉ một thoáng, Hoa Vũ Lâu, Kiếm Hầu Phủ cùng Tiềm Long các ba nhà, đứng trước đó chưa từng có nguy cơ. Thế mà, đúng lúc này, một đạo khoan thai tiếng cười lại là đột nhiên truyền vào trong tai mọi người, ách, không có ý tứ, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Chúng ta Lạc gia gần nhất liền con gà cũng chưa chết qua một cái, đã hơn một tháng chưa thấy qua đỏ. Không khỏi sợ hãi cả kinh, mọi người không thể tin quay đầu nhìn qua, lại chính gặp một cái tà mị thanh niên chính nhẹ nhàng dựa ở trước cửa thành. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Trác, Trác Phàm. Mọi người giật mình, đại hô ra tiếng. Long Cửu bọn họ thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đã tiểu tử này ở chỗ này, cái kia Lạc gia chắc là bình yên vô sự. Thế nhưng là U Vạn Sơn bọn người, lại là như là giống như gặp quỷ, sắc mặt trắng bệch. Trừ U Minh Cốc lão ngũ bên ngoài, bọn họ tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy Trác Phàm chân thân. Bất quá căn cứ cái kia U Minh truy sát lệnh lên chân dung, bọn họ y nguyên có thể liếc một chút nhận ra. Ngươi không phải chắc là tại trở về thành trên nửa đường bị chặn giết à, sao lại thế? U Vạn Sơn lúng túng một chút, bất khả tư nghị kêu lên. Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, ta cười ra tiếng, há, ngươi nói mấy cái lão bất tử kia à? Hắc hắc hắc, không có một cái bình thường, tất cả đều bị lão tử xử lý sạch. Cái gì, cái kia làm sao có thể? U Vạn Sơn bọn người bất giác hít sâu một hơi, liếc nhìn nhau, đều là tản mát ra khó có thể tin thần sắc. Đừng nói là hắn U Minh Cốc cùng Khoái Hoạt Lâm phái đi ra hai vị trưởng lão, đều là trong gia tộc trụ cột vững vàng, thiên huyền ngũ trọng lấy phía trên cao thủ. Mặt khác, nhưng còn có đế vương môn hai vị thiên huyền đỉnh phong cao thủ phối hợp tác chiến. Đừng nói hắn một cái đoán cốt cảnh ngũ trọng, liền xem như thiên huyền bát cửu trọng cao thủ. Cũng nên bị phục kích tới chết, làm sao lại dễ dàng như vậy bị xử lý đâu. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ tâm tư, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ một tiếng, các ngươi coi là thiên huyền ngũ trọng trở lên tu giả, coi như cường giả sao. Ha ha ha, bất quá đáng tiếc a, não tử đều không dễ dùng lắm. Trác Phàm chỉ đầu mình, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, đầu tiên, Khoái Hoạt Lâm cái kia hai cái trưởng lão, hoàn toàn cũng là hai cái nhị bức. Nào có mai phục đối thủ thời điểm, còn nhắm mắt lại trang bức. Bị lão tử lặng lẽ lặn xuống bên người cũng không phát hiện, trực tiếp thì để bọn hắn, không cần lại mở to mắt. Hắc hắc hắc, bất quá cái này cũng man có Khoái Hoạt Lâm đặc điểm, Phong Chi gia tộc, quả nhiên là một đám người điên. Phốc, Mẫu Đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ nhịn không được cười khẽ một tiếng, Khoái Hoạt Lâm gia chủ Lâm Như Phong, lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, hận đến hàm răng ngứa. U Vạn Sơn cùng Nghiêm Bá Công thì là khinh bỉ nhìn về phía hắn, trong mắt rất có oán trách chi sắc, người nhà phái đi đều là ai. Đến mức đế vương môn, hừ, làm lão đại làm quen, lại dám khinh thị lão tử. Lão tử là dễ dàng như vậy thật nhẹ xem sao, phàm là khinh thị lão tử người, sau cùng hạ chàng là cái gì, các vị gia chủ cũng đều chắc là giải qua tại hạ, cũng liền cái kia rõ ràng. Trác Phàm sờ mũi một cái, nói tiếp. Mọi người trong lòng khẽ gật đầu, đế vương môn thật có tật xấu này, mắt cao hơn đầu. Thế nhưng là thực lực bọn hắn quá mạnh, cho nên cái này cũng thì không tính là cái gì nhược điểm.
nhưng lần này gặp phải Trác Phàm cái quái vật này, thật đúng là lật thuyền trong mương. Vậy ta U Minh Cốc Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đây, bọn họ thế nào? U Vạn Sơn quính lên, nổi giận lên tiếng. Trác Phàm nhẹ phất phất tay, cười ta nói, U Cốc chủ đừng vội, bọn họ tình huống a. Chết là nhất định, bất quá cái này cũng không thể trách ta, ai bảo bọn họ cảm tình tốt, một đôi bạn bè tốt. Cho nên ta hảo ý đưa bọn hắn cùng lên đường, chết cũng chết cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa, hắc hắc hắc. U Vạn Sơn giật mình, thân thể nhịn không được run run. Tuy nhiên hắn đã nghĩ đến kết quả, nhưng là nghe đến Trác Phàm chính miệng chứng thực, vẫn là khó có thể tiếp nhận cái này tàn nhẫn sự thật. U Minh Cốc lão ngũ, càng là tức giận đến toàn thân run rẩy không ngừng, hắn đã bị Trác Phàm phế một tay, không nghĩ tới liền lão tứ lão tam cũng đều bỏ mạng tại hắn thủ hạ, không khỏi gầm thét lên tiếng, Trác Phàm, lão phu cùng ngươi không đội trời chung. Thôi đi, lão tử vốn là cùng các ngươi không đội trời chung. Khinh thường bĩu môi, Trác Phàm không có chút nào thèm quan tâm. Nghe lấy đây hết thảy, Sở Bích Quân cùng Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong bọn người nhìn xem, trên mặt đã tất cả đều là thần sắc. Ngay từ đầu nghe Khoái Hoạt Lâm hai vị trưởng lão bị giết, bọn họ còn không có cảm thấy như thế nào. Dù sao Trác Phàm tại Hoa Vũ Thành liền giết 4 người, phế 1 người, đã là chấn kinh thiên hạ. Thế nhưng là được nghe lại U Minh Cốc cùng Đế Vương môn trưởng lão cũng tất cả đều bị tru sát, riêng là U Minh Cốc phái ra vẫn là 3, 4, 2 vị trưởng lão, hai người kia thực lực thế nhưng là so Thông Bối Cương Viên lão ngũ còn mạnh hơn a. Bởi vậy có thể được, mặt khác hai nhà phái trưởng lão, thực lực cũng tất nhiên không kém. Nhưng dù cho như thế, 6 đại cao thủ chặn giết 1 người, y nguyên bị hắn phản sát, mà lại hắn còn không có một chút thương thế, cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều cả kinh nói không ra lời. Riêng là Sở Bích Quân, vừa mới thức tỉnh nàng, làm sao cũng không nghĩ ra thế giới biến hóa nhanh như vậy. 7 thế gia uy nghiêm chẳng những bị người như thế khiêu khích, còn khi dễ đến loại trình độ này. Cái thế giới này, đã phải có một trận đại phong bạo tiến đến, 7 thế gia địa vị đem về lần nữa tẩy bài. Sở Bích Quân mí mắt run run, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trác Phàm, người cái thằng nhãi con, hôm nay lão phu bình tĩnh để ngươi mệnh tang nơi đây. Giống như là theo cửu u địa phủ bên trong phát ra tới chu lên giống như, U Vạn Sơn nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, đã hoàn toàn phủ đầy huyết hồng. Nghiêm Bá Công cùng Lâm Như Phong 2 người, cũng tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, một thân sát khí không che giấu chút nào phát ra. Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm đề phòng lên. Đã Trác Phàm không việc gì, vậy bọn hắn liền phải nghĩ cách bảo vệ hắn. Đồng dạng tâm tư cũng tại Sở Bích Quân trong lòng bồi hồi, vì Hoa Vũ lâu lợi ích, Trác Phàm tuyệt không thể bị dễ dàng như vậy trừ rơi. Chỉ một thoáng, cái này 6 nhà gia chủ từng người mang ý xấu riêng, lẫn nhau đề phòng, lại tất cả đều vây quanh Trác Phàm một người tiến hành. Mà Trác Phàm cũng là không sợ chút nào, hướng về sau nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào cửa thành về sau, đối với U Vạn Sơn bọn người dựng thẳng lên một cái ngón giữa, tiếp tục khiêu khích nói, mấy người các ngươi lão bất tử, có gan đến giết lão tử a. Liền xem như tại chỗ khác, các ngươi đều không động đậy lão tử một sợi lông. Huống chi nơi này chính là lão tử địa bàn, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trác Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rốt cục, U Vạn Sơn cũng chịu không nổi nữa Trác Phàm các loại khiêu khích, nổi giận gầm lên một tiếng, liền cùng Lâm Như Phong chờ người dưới chân đạp mạnh, hướng chỗ của hắn phóng đi. Mấy vị thiên huyền cao thủ tràn ngập sát ý khí thế, đột nhiên tới người, cho dù là Trác Phàm cũng không khỏi đến khí tức trì trệ. Sở Bích Quân bọn người trong lòng cả kinh, vội vàng muốn ngăn cản. Nhưng là U Vạn Sơn bọn họ, lại sớm có dự định. Thất thải Vân La Trưởng. Hét lớn một tiếng vang lên, Dược Phương Điện điện chủ Nghiêm Bá Công, lưu tại sau cùng đoạn hậu, xoay người lại, song trưởng đều xuất hiện. 7 màu vân vụ liền trong nháy mắt đem Sở Bích Quân bọn người đường đi ngăn lại, mà bọn họ thấy một lần cái này 7 loại xương độc. Cũng là trong lòng hoảng hốt, vội vã lui lại. Không tốt, mau bỏ đi. Ha ha ha, coi như các ngươi thức thời. Nghiêm Bá Công cười lớn một tiếng, đắc ý hiên ngang đầu. Thế nhưng là Sở Bích Quân nhìn lấy U Vạn Sơn bọn họ đã vào tới Trác Phàm trước mặt, lại là trong lòng khẩn trương.
Coi như Trác Phàm lợi hại hơn nữa, thật giết nhiều ngày như vậy huyền cao thủ, bọn họ tin tưởng cũng không phải chính diện nghênh chiến gây nên, nhất định là đánh lén đắc thủ. Thế nhưng là giờ này khắc này, U Vạn Sơn một đám người lại là trong nháy mắt hơi đi tới. Loại này dưới tuyệt cảnh, coi như Trác Phàm có thông thiên bản sự, cũng lại khó có chút sinh lộ có thể nói. Bất quá, Trác Phàm lại không vội chút nào, ngược lại khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Không khỏi khẽ giật mình, nổi giận U Vạn Sơn trong lòng đột nhiên phát lên một chút bất an đến, thế nhưng là đến tột cùng như thế nào, hắn lại không chút nào đầu mối. Hưu, đột nhiên, tiếng xé gió vang, nhưng nghe oanh trong một tiếng nổ vang, Phong Lâm Thành cửa chính vị trí trung tâm, đột nhiên rơi hạ một đạo thanh quang. U Vạn Sơn chờ người lập tức liền muốn đi vào Trác Phàm trước người lúc, lại là đột nhiên bị cái này thanh quang sắp vỡ, khủng bố khí lãng nhất thời đem bọn hắn chấn bay trở về. Chờ mọi người dừng thân hình, tập trung nhìn vào, đã thấy chỗ đó chính thẳng tắp cắm một thanh dài 10 thước trường đao màu xanh, một đạo thanh long dọc theo dài 7 thước chuôi đao uốn lượn mà lên, tam xích trường đao lưỡi đao hiện ra huyết hồng ánh sáng, phảng phất muốn đem trước mặt tất cả mọi thứ, chém tận giết tuyệt đồng dạng. Mà lại, tại cái kia lóe ngân quang mặt đao lên, lại có long ảnh rung động. Bất giác sợ hãi cả kinh, U Vạn Sơn bọn người cùng nhau kêu lên sợ hãi, lục phẩm linh binh, cầu long trảm nguyệt đao. Ha ha ha, không tệ, U Vạn Sơn, không nghĩ tới người còn nhận ra lão phu thiếp thân binh khí a. Một tiếng già nua cười to vang lên, Độc Cô Chiến Thiên Vĩ Ngạn thân hình chậm rãi rơi vào thanh trường đao kia một bên. Tiện tay nhấc lên, trường đao theo mặt đất bên trong rút ra, âm thanh tiếng long ngâm, thét dài giữa trời không thôi. Thiên Vũ Tứ Hổ mang theo Lạc Vân Hải, đi vào Trác Phàm trước người, từng đôi mắt hổ, đồng dạng bất thiện nhìn về phía U Vạn Sơn bọn người. Toàn thân khí thế, ẩn mà không phát. Trên trán lạnh lẽo mồ hôi chảy ra, U Vạn Sơn bọn người vạn vạn không nghĩ đến, tứ trụ thứ hai Thiên Vũ binh mã đại nguyên soái, chiến thần Độc Cô Chiến Thiên, thế mà lại giá lâm Phong Lâm Thành, như thế cái biên giới khu vực. Sở Bích Quân bọn người, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão nguyên soái, đây là chúng ta cùng tiểu tử kia ân oán, hy vọng ngài không nên nhúng tay. U Vạn Sơn mi đầu hơi hơi run run, một mặt ngưng trọng nói. Đem thanh trường đao kia vung nửa vòng, Độc Cô Chiến Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha. Chuyện cười, lão phu phụng hoàng mệnh trấn thủ Phong Lâm Thành, há lại cho ngươi dăm ba câu liền để lão phu rút quân. Hừ, U Vạn Sơn. Ngươi không khỏi quá tôn trọng bảy thế gia quyền uy đi. Cái gì, lại là hoàng mệnh điều lệnh. U Vạn Sơn bất giác thân thể bỗng nhiên lắc một cái, mặt hiện lên thần sắc, cùng còn lại hai vị gia chủ liếc nhau, ba người tâm đều trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Vốn là đối Phong Lâm Thành hành động, cũng là thăm dò hoàng thất phòng tuyến cuối cùng. Nếu là ở Phong Lâm Thành đem Lạc gia diệt, hoàng thất chẳng quan tâm. Vậy bọn hắn liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ tiến hành các nhà ngầm chiếm kế hoạch, hoàn toàn không cần để ý tới hoàng thất thái độ. Nhưng là bây giờ, hoàng đế thế mà đem chiến thần Độc Cô Chiến Thiên theo biên cảnh triệu hồi đến, rất rõ ràng chính là vì trấn nhiếp bảy nhà, cảnh cáo bọn họ an ổn một chút. Chỉ sợ lần này, thật sự là sờ đến lão hổ cái mông. U Vạn Sơn than nhẹ một tiếng, trong lòng vạn phần ủy khuất. Cái giám này cũng không phải là bọn họ muốn sờ. Thật sự là đế vương môn buộc bọn họ đến mỏ a. Hiện tại xảy ra chuyện, lão hổ rời núi, đế vương môn đều có thể đẩy lục nhị ngũ, trốn ở hậu trường. Hoàng thất muốn giáo huấn, thế nhưng là bọn họ ba nhà a. Trong lúc nhất thời, U Vạn Sơn ba vị gia chủ liếc nhìn nhau, đều là đầy bụng nước mắt, không chỗ nhưng là để lộ. Sở Bích Quân bọn họ gặp này, lại là bụng mừng rỡ, hoàng thất cái này trong vòng trăm năm, rốt cục cứng rắn một lần. Dạng này, đế vương môn cũng nên thu liễm một chút. Tối thiểu nhất, đối với nhất thống bảy nhà hành trình, sẽ thả chậm rãi phạt. Trầm ngâm một hồi lâu, U Vạn Sơn con người đi loanh quanh, nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên, cung kính ôm quyền nói, lão nguyên soái, đã có lão nguyên soái trấn thủ Phong Lâm Thành, bản cốc chủ tự nhiên không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Thế nhưng là Trác Phàm tiểu nhi, liền giết ta ba nhà mấy tên trưởng lão. Ngay cả ta U Minh Cốc ngũ trưởng lão một tay, đều là bị hắn chỗ phế. Xin ngài đem hắn giao ra, để cho chúng ta xử trí, đại ân đại đức, ta ba nhà ngày sau nhất định báo đáp.
Đã hiện tại Phong Lâm Thành không động đậy, cái kia Thanh Trác Phàm trừ rơi, cũng không tính thua thiệt a, U Vạn Sơn trong lòng ám đạo. Mi đầu bất giác lắc một cái, Độc Cô Chiến Thiên khó có thể tin quay đầu đi, tựa hồ là mới quen Trác Phàm giống như, bất khả tư nghị nói, hắn nói. Thế nhưng là thật, Thiên Vũ Tứ Hổ, cũng là một mặt kinh hãi nhìn về phía hắn. Trước đó bọn họ chỉ là coi Trác Phàm là thành là Lạc gia một cái tuổi trẻ quản gia thôi, cũng tán thưởng hắn bằng chừng ấy tuổi, thì có thể trở thành một nhà tổng quản, xác thực khó được. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà như thế như bức, liền bảy thế gia trưởng lão đều giết mấy cái. Nếu để cho bọn họ biết, Trác Phàm đừng nói là bảy thế gia trưởng lão, coi như bảy nhà mạnh nhất đế vương môn thiếu gia, đều làm thịt một cái. Đoán chừng bọn họ không phải cả kinh đem tròng mắt chừng ra ngoài không thể. Ách, cái này. Trác Phàm xem bọn hắn liếc một chút, do dự nửa ngày, lại là cũng không có chính diện đáp lại, ngược lại là lôi kéo Lạc Vân Hải tay, một chân tiến lên trước, hung hăng càn quấy địa chỉ lấy U Vạn Sơn cái mũi mắng to, thả ngươi nương cái rắm, ngươi biết lão tử cùng Độc Cô lão nguyên soái là quan hệ như thế nào a, thì dám để cho lão nguyên soái đem lão tử giao ra. Thật sự là ăn tim gấu gan báo. Mọi người bất giác khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, lại tất cả đều mơ hồ. Độc Cô Chiến Thiên chinh chiến cả đời, cả một đời đều tại biên cương tác chiến. Người nhà cùng hắn bắn đại bác cũng không tới, cùng hắn có cái cọng lông quan hệ. Tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người suy nghĩ, Trác Phàm bất giác cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Lạc Vân Hải bả vai nói, hừ, cô lậu quả văn. Thiếu gia nhà ta, Lạc Vân Hải, chính là Độc Cô lão nguyên soái thứ năm con nuôi. Cái gì? Mọi người giật mình, cùng nhau nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên. Đường đường Thiên Vũ Chiến Thần, tứ trụ thứ hai Độc Cô Chiến Thiên, lại có thể sẵn sàng thua một cái tam lưu thế gia thiếu gia làm con nuôi, cũng quá môn không đăng hộ không đối đi. Thế nhưng là, đây chính là danh phó hiện thực thực, tuy nhiên chỉ phát sinh nửa tháng mà thôi. Nhưng Độc Cô Chiến Thiên, vẫn như cũ chỉ có thể kiên trì, gật gật đầu. Lần này, mọi người càng thêm kinh hãi không hiểu. Lạc gia dựa vào Độc Cô Chiến Thiên cây to này, quả thực là gà rừng bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Luận xuất thân, so với bảy thế gia cùng hoàng thất con cháu, lại cũng là một chút không kém. Tiểu tử, đừng quá mức a. Tựa hồ biết Trác Phàm muốn làm gì, Độc Cô Chiến Thiên gương mặt lạnh lùng, nhẹ giọng cảnh cáo nói. Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Tiếp tục cáo mượn oai hổ mắng to, U Vạn Sơn, lão tử là ai? Chính là đường đường Lạc gia đại quản gia, thiếu gia tiểu thư tâm phúc. Ngươi để lão nguyên soái đem lão tử giao ra, chẳng khác nào để thiếu gia đem lão tử giao ra. Vậy thì tương đương với, để lão nguyên soái đem bốn vị tướng quân giao ra một dạng. Ngươi nói, lão nguyên soái hội đáp ứng không, thiếu gia hội đáp ứng không, ta toàn bộ Độc Cô đại quân, trăm vạn hùng binh hội đáp ứng không? Nghe được lời này, mọi người một trận xấu hổ. Vốn chính là một mình ngươi sự tình, làm sao lại cùng trăm vạn hùng binh Độc Cô đại quân liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này Trác Phàm cũng quá có thể kéo đi. Còn có, ngươi còn để lão nguyên soái đem ta giao ra. Hừ, vậy ngươi U Minh Cốc mấy nhà, mấy ngày trước đây đối với ta Lạc gia đại đổ sát lại thế nào tính toán. Trác Phàm đấm ngực dậm chân. Đầy mặt nước mắt chảy ngang nói, đáng thương ta cái kia 100.000 gia đinh oan hồn a, cứ như vậy chết trong tay các ngươi. Phốc, U Vạn Sơn kém chút một miệng lão huyết không có phun ra ngoài, Tôn gia cùng Thái gia đều là hắn tại Phong Lâm Thành an bài thám tử, cho nên đối với Lạc gia nội tình, hắn vẫn là biết một chút. Các ngươi Lạc gia một cái tam lưu gia tộc, từ đâu tới 100.000 gia đinh, đây không phải nói vớ nói vẩn sao. Đừng nói là các ngươi Lạc gia. Liền xem như bọn họ ngự hạ bảy thế gia, cũng không có nhiều như vậy gia đinh a. Bỗng nhiên, mọi người tất cả đều gương mặt co lại, trên đầu tức xạ mặt lại hạ xuống. Cho dù là Long Giật Phi chờ cùng Trác Phàm giao hảo người, lúc này cũng hung hăng dao động cái đầu, trên mặt đần độn một mảnh. Người nhà vụ oan thì vụ oan, bất quá cái này cũng ngã được quá khoa trương đi. Thế nhưng là, Trác Phàm còn không tính xong, tiếp tục cho hắn liệt kê tội danh, có điều. Tại loại này phai mở nhân tính việc ác bên ngoài, các ngươi ghê tởm nhất là, không nhìn ta Thiên Vũ lớn nhất anh minh vĩ đại nhất thánh chủ Thiên Nhan. Rõ ràng thánh thượng nói qua, nơi này là bảy nhà cấm khu, các ngươi còn dám đến cái này quấy rối,
rõ ràng cũng là không có đem lão nhân gia ông ta để vào mắt, cái này mẹ hắn rõ ràng là tạo phản. Độc Cô Lão nguyên soái, lấy ngài tại Thiên Vũ Trung quân ái quốc danh vọng, sao cho phép loại chuyện này tại ngài không coi vào đâu phát sinh. Như loại này tội mưu phản, coi như ngài chém trước tâu sau, xử trí bọn họ, cũng hoàn toàn không đủ. Đúng vậy a, nghĩa phụ, hài nhi nguyện làm đầy tớ, vì ngài lãnh binh 1 triệu, san bằng U Minh Cốc, bảo vệ ta thánh thượng Long Nhan không mất, bảo vệ nghĩa phụ ngài trung quân ái quốc chi tâm, thế người xưng tán. Thừa dịp này thời cơ, Lạc Vân Hải cũng liền ôm quyền, lại thêm một mồi lửa, mời Độc Cô Chiến Thiên xuất binh. Độc Cô Chiến Thiên không khỏi trì trệ, trong lòng mắng to, hai cái này tiểu quỷ kẻ sướng người họa, làm sao lại nói đến xuất binh U Minh Cốc. Đây cũng không phải là nói đùa, hội thiên hạ đại loạn a. U Vạn Sơn mấy người cũng là hoàn toàn ngây người, bọn họ chỉ là muốn giải quyết Trác Phàm một người mà thôi, làm sao đang yên đang lành thì cùng Độc Cô Chiến Thiên muốn làm lên, còn muốn chống lại hắn 100 vạn hùng binh. Ưng ực một tiếng, U Vạn Sơn bọn người lẫn nhau nhìn xem, trên đầu mồ hôi lạnh như là thác nước rơi xuống. Nếu là cái này Độc Cô Chiến Thiên đầu nóng lên, liền theo hai tiểu tử này ý, thật xuất binh lời nói, vậy hắn U Minh Cốc ngàn năm cơ nghiệp, sẽ phải hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Độc Cô Lão nguyên soái, ngài không cần thiết nghe hai cái này tiểu quỷ hồ ngôn loạn ngữ, muốn lấy đại cục làm trọng a. Chắc hẳn ngài cũng không muốn nhìn thấy, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than cảnh tượng đi. U Vạn Sơn vội vàng hướng Độc Cô Chiến Thiên liền ôm quyền, vội vã lên tiếng, Nghiêm Bá Công mấy người cũng tất cả đều chăm chú nhìn lão nguyên soái sắc mặt, một mặt khẩn trương. Nếu như Độc Cô Chiến Thiên thực có can đảm xuất binh U Minh Cốc lời nói, cái kia cái kế tiếp, thì đến phiên hai nhà bọn họ. Trong lúc nhất thời, nơi này bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng lên, tựa hồ liền không khí đều muốn ngưng kết đồng dạng. Độc Cô Chiến Thiên nhũng chòm râu dài không khỏi run run, vừa muốn khoát tay, Trác Phàm dĩ nhiên đã đoạt trước một bước, cười lạnh thành tiếng, hừ, U Cốc chủ, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ngươi để lão nguyên soái giao người thì giao người, để lão nguyên soái không đánh sẽ không đánh. Ngươi cho ta 1 triệu Độc Cô đại quân, là các ngươi nhà A, thẳng thắn cùng các ngươi cùng một chỗ họ U tính toán. Bất giác khí tức trì trệ, U Vạn Sơn hung tợn chừng lấy Trác Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đoán chừng nếu không phải có Độc Cô Chiến Thiên tại chỗ lời nói, hắn đều hận không thể xông đi lên bóp chết tiểu quỷ này. Đồng dạng tâm tư, cũng tại Độc Cô Chiến Thiên tâm lý lưu chuyển, nhìn lấy Trác Phàm cái kia một mặt phách lối con ông cháu cha bộ dáng, đánh lấy hắn chiêu bài cáo mượn oai hổ, Độc Cô Chiến Thiên song quyền liền không nhịn được nắm lại. Nếu không phải hoàng mệnh tại thân, hắn muốn bảo vệ người Lạc gia, thật là muốn lập tức bóp chết tiểu tử này. Lão phu Độc Cô đại quân, không họ U, nhưng cũng không họ Lạc cùng Trác A, ngươi nhà một cái Lạc gia tiểu quản gia, dựa vào cái gì đại biểu Độc Cô đại quân, hướng người khác rượu võ dương oai, hơn nữa còn là hướng đường đường ngự hạ bảy thế gia, đây không phải e sợ cho thiên hạ không loạn a. Bất quá may mắn U Vạn Sơn cùng Độc Cô Chiến Thiên cũng không biết đối phương lúc này tâm tư, không phải vậy hai người ăn nhịp với nhau, cái kia Trác Phàm thì triệt để chơi xong. Từng ngụm thở mấy hơi thở hồng hộc, để cho mình bình tĩnh trở lại, U Vạn Sơn trầm ngâm một chút, cuối cùng để xuống ngự hạ thất gia gia chủ tư thái, hướng Độc Cô Chiến Thiên liền ôm quyền, không lưu loát lên tiếng nói, Độc Cô lão nguyên soái, hôm nay thì làm chúng ta đều thối lui một bước, ngài đóng giữ Phong Lâm thành, chúng ta tự nhiên không còn dám bước vào mảy may. Trác Phàm tiểu tử này, chúng ta cũng không muốn, coi như cho ngài lão cái mặt mũi, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, được chứ? Cốc chủ, tiểu tử này thế nhưng là giết chúng ta. U Minh Cốc lão ngũ quính lên, không khỏi đại kêu ra tiếng, cũng là bị U Vạn Sơn một tiếng gầm thét đỉnh trở về, im miệng, không có nhìn đến đây có Độc Cô lão nguyên soái làm chủ sao. Bất giác trì trệ, ngũ trưởng lão nhìn xem Độc Cô Chiến Thiên, lại nhìn xem một mặt vẻ khinh thường Trác Phàm, cuối cùng khẽ cắn môi, dậm chân một cái, không cam lòng nghiêng đầu đi. Tựa hồ cũng cảm nhận được U Minh Cốc mọi người ủy khuất, lại nói hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một tiếng, hơi hơi gật gật đầu. Thế mà, tất cả mọi người muốn lắng lại việc này, không muốn làm to chuyện, nhưng Trác Phàm lại như cũng ngại song phương lửa không đủ mạnh, nhất định phải lại thêm một thanh dầu không thể. Sau đó tại Độc Cô Chiến Thiên còn không nói chuyện trước đó, lại là vượt lên trước lên tiếng,
cười to nói, ha ha ha. U cốc chủ, người muốn dễ dàng như vậy kết việc này, thực sự quá tiện nghi ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên, trước đây không lâu phái người đến ta Lạc gia cướp bóc đốt giết, đáng thương ta cái kia 100.000 gia đình oan hồn. Im ngay. Thế nhưng là, còn không đợi hắn nói tiếp, Độc Cô Chiến Thiên cùng U Vạn Sơn đúng là không hẹn mà cùng nhau nổi giận lên tiếng. Không khỏi co rụt đầu lại, Trác Phàm biết phạm nhiều người tức giận, liền rất ngoan ngoãn lui lại một bước, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, dường như vừa mới kêu gào cũng không phải hắn như vậy. Mọi người gặp này, bất giác cùng nhau xấu hổ. Tiểu tử này làm việc có thể duỗi có thể co lại, không biết xấu hổ, thật sự là trời sinh con ông cháu cha tài liệu, làm một người quản gia còn thật mẹ hắn nhân tài không được trọng dụng. Độc Cô Chiến Thiên lúng túng chép chép miệng, nhìn Trác Phàm trong nháy mắt biến thành một cái nhu thuận con mèo nhỏ bộ dáng, giống như vừa mới hung hăng càn quấy không phải hắn đồng dạng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có cười khổ một tiếng, hướng U Vạn Sơn ôm ôm quyền nói, U cốc chủ, thì theo lời ngươi nói a, hôm nay việc này cứ như vậy thôi. Bất quá lão phu nhắc nhở U cốc chủ một câu, cái này Thiên Vũ, vẫn là họ Vũ Văn, xin đừng nên tùy ý gây chuyện. Lão Nguyên soái lời khuyên, lão phu ghi lại, cáo từ. U Vạn Sơn lại ôm một cái quyền, liền mang theo Nghiêm Bá Công một nhóm người quay trở về. Chỉ là đi chưa được mấy bước, nhưng lại dưới chân trì trệ, sâu xa nói, lão Nguyên soái, không biết Nguyên soái đến Phong Lâm Thành trên đường, có thể hay không gặp phải ta trong cốc người. Ách, cái này, Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, vừa muốn chậm rãi lắc đầu. Nhưng là Trác Phàm lại là ánh mắt sáng lên, đây chính là ngàn năm một thuở thời cơ a. Sau đó lại tiến lên một bước, tiếng cười gian nói, U cốc chủ, lão Nguyên soái thủ hạ 4 vị tướng quân kiêu dũng thiện chiến, cần phải gặp ngươi những người kia sao? Ha ha ha, ta khuyên ngài trở về, vẫn là chiếu cố thật tốt một chút nhà bọn hắn quyến a, đồng thời cũng ước thúc một chút thủ hạ, Phong Lâm Thành không phải ai nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi. Phốc, thân hình dừng lại, U Vạn Sơn một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài. Hai mắt đã biến đến đỏ bừng. Độc Cô Chiến Thiên, ngươi làm được thật là tuyệt. Khoản nợ này, bản cốc chủ ghi lại. Nguyên bản, U Vạn Sơn là muốn hướng Độc Cô Chiến Thiên nghe ngóng, bọn họ phái tới tiềm phục tại Phong Lâm Thành người tình huống. Thế nhưng là Độc Cô Chiến Thiên lúc đến, chiến đấu đã kết thúc, cho nên căn bản không biết đây hết thảy. Thế nhưng là Trác Phàm lại nhìn chúng điểm này, đáp lời cũng vô cùng diệu. Theo Độc Cô Chiến Thiên, câu nói này lập lờ nước đôi, phảng phất tại khen hắn thủ hạ 4 cái con nuôi thực lực mạnh mẽ, cảnh cáo U Vạn Sơn đừng có lại đến gây sự. Thế nhưng là chỉ có U Vạn Sơn bọn người có thể nghe ra bên trong quan trọng, 4 cái con nuôi kiêu dũng thiện chiến, Độc Cô Chiến Thiên đều không cần đến gặp bọn họ U Minh cốc người, nói bóng gió, không phải liền là chỉ dựa vào hắn 4 cái con nuôi, thì đem bọn hắn phái tới người giải quyết sao? Mà một câu tiếp theo lời nói, càng là kỳ diệu tới đỉnh cao, rõ ràng cũng là ám chỉ bọn họ người đều bị Độc Cô Chiến Thiên xử quyết, đã lại cũng trở về không đi. Chỉ một thoáng, ba vị gia chủ trong mắt cũng bắt đầu máu bắt đầu nóng, song quyền nắm chặt, móng tay đều đập vào thịt bên trong. Cùng Trác Phàm chỗ dự tính một dạng, ba người cỗ này phẫn nộ, không còn hướng về phía Lạc gia, ngược lại tất cả đều chỉ hướng Độc Cô Chiến Thiên trên thân. Đây chính là ba vị trưởng lão, ba vị cung phụng. Một chút mất đi 6 đại cao thủ, làm sao có thể để bọn hắn lại nhịn chịu đựng được. Lão Nguyên soái, mọi thứ làm người lưu một đường, ngài không khỏi cũng quá tuyệt. Khẽ cắn môi, U Vạn Sơn giận hừ một tiếng, mang theo tất cả mọi người lăng không bay lên, nhưng là không trung lại truyền đến hắn khàn cả giọng thanh âm, Độc Cô Chiến Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Lão Phu cũng không tin, ngươi như vậy già nua, còn có thể vĩnh viễn là Thiên Vũ Chiến Thần. Ha ha, ngài nhìn đến a, lão Nguyên soái, ngài tha bọn họ một lần, bọn họ lập tức liền là cái này đức hạnh. Trác Phàm tâm lý rõ ràng, cố ý gào khóc nói. Độc Cô Chiến Thiên cùng Tứ Hổ thì là liếc nhìn nhau, trong mắt đều là một mảnh mê mang, căn bản còn không biết bọn họ thay Trác Phàm cùng Lạc gia mang tiếng oan. Kỳ quái, bọn họ làm sao lại đột nhiên có oán khí lớn như vậy? Độc Cô Chiến Thiên vịn chòm râu, chau mày. Lại là làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ai, nhân tâm không cổ a. Đúng đấy,
sớm biết liền nên thật tốt giáo huấn bọn họ một trận mới là. Độc Cô Hỏa nổi giận đùng đùng nói. Không sai, Tam ca, nếu không ngươi điểm đủ binh mã, tiểu đệ cái này đi theo ngươi diệt bọn họ. Tốt, đều chớ hồ đồ. Vân Hải, lão phu theo ngươi là làm sao nói, khác lôi kéo lão phu chiêu bài đi rượu võ Dương Oai, ức hiếp nhỏ yếu. Độc Cô Chiến Thiên trừng Lạc Vân Hải liếc một chút, mắng to, Độc Cô đại quân, là có thể tùy ý xuất động sao? Lạc Vân Hải trầm thấp đầu, không dám lên tiếng, Trác Phàm lại là nhạt cười một tiếng cung kính nói, lão nguyên soái lời ấy sai rồi, bọn họ là ngự hạ thất gia, có thể tính toán nhỏ yếu à, chúng ta mới là yếu thế quần thể có được hay không? Độc Cô Chiến Thiên khẽ giật mình, giống như cũng có đạo lý, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, trợn mắt nhìn về phía Trác Phàm nói, còn có ngươi, Trác quản gia, vừa mới ban đầu vốn có thể tâm bình khí hòa đem bọn hắn khuyên hồi, nhưng là một mực gây sự sinh sự cũng là ngươi. Ngươi còn yếu thế quần thể, ngươi nhìn ngươi đem cái kia cường thế quần thể, đều tức hộc máu. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều phốc một tiếng cười ra tiếng, riêng là ở một bên nhìn lấy đây hết thảy Thanh Hoa mẫu đơn hai vị lâu chủ, cũng tất cả đều che miệng cười khẽ, dường như lại nhìn đến năm đó Hoa Vũ Thành cái kia giả Tống Ngọc. Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, không lên tiếng nữa, miễn cho lại dẫn lên cái này lão nguyên soái phẫn nộ. Thật sâu hút mấy cái khí, Độc Cô Chiến Thiên mới vừa lắng lại phía dưới lửa giận trong lòng, sau đó nhìn về phía Sở Bích Quân bọn họ, ôm quyền nói các vị chắc hẳn cùng đám người kia khác biệt, cũng không phải là đến nháo sự. Bất quá hoàng mệnh tại thân, các ngươi cũng không thể bước vào Phong Lâm Thành nửa bước. Đó là đương nhiên, Sở Bích Quân bọn người hơi hơi hoàn lễ. Độc Cô Chiến Thiên nhẹ khẽ gật đầu một cái về sau, liền mang theo tứ hổ hướng về trở lại đi, đi, hồi doanh. Chờ một chút, lão nguyên soái, Lạc gia có một số việc cần thiếu gia ra mặt, không biết có thể hay không. Nhìn Trác Phàm liếc một chút, Độc Cô Chiến Thiên hơi hơi gật gật đầu tốt, tiểu tử này hôm nay cũng gây lão phu đầy bụng tức giận, thì giao còn cho ngươi. Hừ, hôm nay lão phu là lại cũng không muốn nhìn thấy hắn. Vừa dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên trong nháy mắt biến mất bóng người. Lạc Vân Hải khóe miệng một xẹp. Một mặt lo âu nhìn về phía Trác Phàm, Trác đại ca, nghĩa phụ có phải là thật hay không chán ghét ta? Ha ha ha, ngũ đệ yên tâm, nguyên soái lão nhân gia ông ta mạnh miệng mềm lòng, huống hồ lại thương yêu nhất ngươi, hết giận liền không sao. Lúc này, không trung truyền đến lão tam Độc Cô Lâm tiếng cười khẽ. Lần này, Lạc Vân Hải mới yên lòng. Hắn vốn là còn nhỏ mất cha, cùng Độc Cô Chiến Thiên ở chung mấy ngày nay bên trong. Là thật đem cái này lão nguyên soái làm thành phụ thân đối đãi giống nhau. Sờ sờ đầu hắn, để hắn thoải mái tinh thần, Trác Phàm liền lôi kéo hắn đi vào Long Giật Phi, Sở Bích Quân trước người bọn họ, cười nói, ha ha ha. Chư vị, đã lâu không gặp, các ngươi là đến trợ giúp chúng ta Lạc gia à, bất quá các ngươi yên tâm, hiện tại không có việc gì. Có Trác lão đệ xuất mã, Lạc gia tự nhiên không việc gì, ha ha ha. Long Cửu cười lớn một tiếng, tiếp lấy cho Trác Phàm giới thiệu nói, huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta các chủ, Long Giật Phi, vị này là Kiếm Hầu phủ chủ. Long Chín từng cái giới thiệu, Trác Phàm mang theo Lạc Vân Hải từng cái chào. Cuối cùng đi đến Sở Bích Quân trước người lúc, Trác Phàm còn chưa khom người bái kiến, Sở Bích Quân đã là cười gật gật đầu, khen, huynh thành ánh mắt không tệ, Trác quản gia văn võ song toàn. Xác thực xứng làm ta Hoa Vũ lâu con rể. Ách, Trác Phàm sững sờ, nhìn lấy người khác cái kia hơi có chút mập mờ ánh mắt, bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Mỗ mỗ, thuốc này có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được a. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm sắc mặt cấp tốc lạnh xuống đến, lúc trước ta đi Hoa Vũ thành, chỉ là muốn lấy bình bồ đề ngọc dịch, cùng Sở Khuynh thành không hề có một chút quan hệ, xin ngài ngày sau đừng nhắc lại việc này. Sở Bích Quân không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nó Hoa Vũ lâu cũng không phải là cái gì hồng thủy mãnh thú, làm gì vội vã phủi sạch quan hệ. Huống hồ, lấy Sở nghiêng nước nghiêng thành chi tư, bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ nữ thần, hắn cứ như vậy không chào đón a. Long Giật Phi bọn họ cũng là liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là đem một cái xinh đẹp nàng dâu đưa đến ngươi trong ngực. Cũng không phải là đem một bao độc dược nhét vào trong miệng ngươi, làm sao lại phản ứng lớn như vậy. Mẫu đơn lâu chủ cái này tính tình nóng này,
thì càng là không nhẫn được, mắng to lên tiếng, Trác Phàm, uổng phí Khuynh Thành đối ngươi một mảnh cảm mến, ngươi làm như vậy xứng đáng nàng sao? Hừ, có cái gì thật xin lỗi? Mi đầu bất giác dương lên, Trác Phàm ưỡn ngực hét lớn lên tiếng, các ngươi toàn bộ Hoa Vũ lâu đều là lão tử cứu, bao quát cái này bà già đáng chết cũng là lão tử cứu sống, lão tử căn bản không nợ các ngươi. Mẫu đơn lâu chủ bất giác trì trệ, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không phản bác được. Tiểu tử này nói, còn thật có đạo lý. Coi như nàng lại mạnh mẽ, giờ này khắc này cũng lại khó nói ra một câu. Sở Bích Quân gương mặt nhìn không được hung hăng rút rút, nàng ngang dọc cả đời, vẫn là lần đầu bị người chỉ cái mũi mắng to đây, riêng là bị Trác Phàm như thế một cái mao đầu tiểu hòa tử. Nếu là người khác lời nói, liền xem như trong bảy thế gia tiểu quỷ, nàng thiết nương tử cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Như thế không biết lớn nhỏ tiểu tử, nàng như không dạy dỗ một chút, người khác lại còn coi Hoa Vũ lâu dễ khi dễ đây. Bất quá Trác Phàm lại không giống nhau, từ nàng vừa thức tỉnh, liền nghe nói vị này truyền kỳ thiếu niên dọa người nghe đồn, hôm nay lại thấy hắn phiên thủ vân mưa, di hoa tiếp mộc, để độc cô chiến thiên cùng U Minh cốc một nhóm người đần độn u mê kết cửu oán. Quả thật là giảo quyệt đa dạng âm hiểm nhân vật, nếu là đắc tội hắn, hừ hừ, về sau thì có quả ngon để ăn. Duyệt vô số người Sở Bích Quân, tự nhiên biết, đối mặt cái dạng gì nhân vật cái kia bảo trì thể diện, gặp phải cái dạng gì tồn tại, cái kia nén giận. Rất hiển nhiên, Trác Phàm cũng là loại kia không thể đắc tội người. Sau đó nàng, đành phải khẽ cắn môi, nhẫn. Bất quá, nàng vẫn như cũ kỳ quái, Trác Phàm vì sao nói, thì cùng điểm thùng thuốc nổ một dạng, gặp người nào phun người nào. Hừ, đàn ông phụ lòng, mẫu đơn lâu chủ đối lý, sau cùng chỉ có thể hận mắng một tiếng. Trác Phàm cũng là không để ý tới nàng, nôn ngụm chọc khí, quay đầu qua. Long Giật Phi cười xấu hổ cười, vội vàng đi ra hòa giải, ha ha ha. Tất cả mọi người là chính mình người, làm gì vì kiện việc nhỏ nổi giận đâu. Việc cấp bách, là phải giải quyết chúng ta bốn nhà nguy nan, không được hành động theo cảm tính. Long các chủ nói đúng, lão thân vừa mới đường đột, mời Trác quản gia thứ lỗi. Sở Bích Quân cười nhạt một tiếng, hướng Trác Phàm khẽ vuốt cằm. Trác Phàm quay đầu liếc nhìn nàng một cái, âm thầm gật đầu. Khó trách thế nhân như thế tôn sùng vị này thiết nương tử, thật là có được giãn được. Vừa mới sự tình rõ ràng cùng với nàng không có quan hệ, nhưng là vì Hoa Vũ lâu lợi ích, nàng lại là có thể tự nhiên như thế để xuống thể diện, dẫn đầu bồi tội, thực sự khó được. Trác Phàm cũng không già mồm, nhanh chóng vội vàng khom người nói, lúc trước tại hạ lỗ mãng, xin thứ lỗi. Sở Bích Quân khẽ gật đầu, mỉm cười khen ngợi, mẫu đơn lâu chủ vẫn còn có nộ khí, không nhìn tới hắn. Hôm nay nhìn thấy chư vị tụ tập cùng một chỗ, chắc là tán đồng tại hạ đề nghị, đã liên minh. Trác Phàm nhìn tất cả mọi người liếc một chút, sắc mặt bất giác nghiêm một chút, đã như vậy, vậy liền cho thấy chúng ta bốn nhà lợi ích là nhất trí. Hoặc là nói, chúng ta đều là bị buộc đến khắp ngõ ngách người, không thể không liên minh. Không tệ. Trác Phàm vừa dứt lời, Sở Bích Quân đã là nói tiếp, lão thân cùng Long các chủ cùng Tạ phủ chủ vừa mới tham gia đế vương môn bảy nhà hội nghị, cùng Trác quản gia lúc trước sở liệu đồng dạng, cái này đế vương môn quả có nhất thống bảy nhà chi tâm, mà lại U Minh cốc bọn họ đã dựa vào hướng đế vương môn một bên. Há, bảy nhà hội nghị, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút đi. Trác Phàm ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói. Sở Bích Quân gật đầu một cái, liền kỹ càng nói về tới. Có không hoàn thiện địa phương, Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong bổ sung lại. Đợi giải tất cả mọi thứ sự tình về sau, Trác Phàm mi đầu sâu nhăn, ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, thì thào lên tiếng, ta nói tại Phong Lâm Thành làm sao không gặp đế vương môn người đến, thì ra là thế, cái này đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thật đúng là cái nhân vật. Hừ, người thế nào? Trác đại ca, hắn để U Minh cốc bọn họ đến dò xét hoàng thất phòng tuyến cuối cùng, chính mình lại không ra mặt, rõ ràng cũng là đồ hèn nhát. Lạc Vân Hải khẽ cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Nghe được lời này, Trác Phàm nhìn không được cười lên, lạnh nhạt nói, số tiểu tử, xem ra lão tử đến cho ngươi học một khóa, miễn cho ngươi về sau gặp phải cao thủ, ăn thiệt ngầm. Thường nói, là vô tình nhất đế vương gia, lão tử giết hắn một đứa con trai,
hắn thế mà không có nổi trận lôi đình, phái một đám cao thủ đến Phong Lâm Thành truy sát lão tử, nói rõ người này tâm tính trầm ổn, đau mất một con về sau, hắn giống một người không có chuyện gì giống như, chẳng những không nghĩ báo thù, còn đang suy nghĩ tận phương pháp thăm dò hoàng thất phòng tuyến cuối cùng, nói rõ này người trong lòng rộng lớn, người phi thường đi tới, đây mới là làm đại sự người, chắc là có bộ dáng. Tiểu tử, người về sau kế thừa Lạc gia gia chủ chi vị, thực lực như thế nào trước không đề cập tới, tâm kế như thế nào cũng không nói. Nhưng ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một điểm, vô tình vô nghĩa. Trác Phàm tà cười một tiếng, vỗ vỗ Lạc Vân Hải đầu nói. Mọi người sau khi nghe được, đều là một trận xấu hổ, trong thiên hạ có dạng này bồi dưỡng thiếu chủ a. Bất quá không thể không nói, cái này Trác Phàm nói còn thật đúng. Ở cái này tàn khốc thế giới, tình nghĩa có khi thật sự là liên lụy. Sở Bích Quân thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, tựa hồ minh bạch cái gì, hơi hơi gật gật đầu. Tại lại tỉ mỉ suy nghĩ sau một lúc, Trác Phàm nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, thì trước mắt mà nói, hoàng thất đã cho thấy thái độ, như vậy chúng ta cái này mấy nhà coi như tạm thời an toàn. Còn chúng ta Lạc gia, lưng tựa Độc Cô lão nguyên soái, thì càng thêm an toàn, ha ha ha. Trác Phàm một trận cười như điên, mọi người thấy e rằng ngữ, thật không biết hắn đi cái gì vận cứt chó, thì kéo lên Độc Cô Chiến Thiên cái này đường nét. Trác huynh đệ, các ngươi Lạc gia lúc nào cùng Độc Cô Chiến Thiên có liên hệ, ta tại Phong Lâm Thành nhiều năm như vậy, làm sao không biết. Long Cửu rốt cục nhìn không được hỏi ra lời, bọn người người cũng vội vàng nhìn về phía hắn. Cái này, nói như thế nào đây? Trác Phàm hiên ngang đầu, lộ ra một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng. Lạc Vân Hải cũng là run run thân thể, một mặt tốt sắc, quả thực cũng là một cái khác Trác Phàm tại thế. Mọi người nhìn không được gương mặt co lại, cái này nha lại tại trang bức, hơn nữa còn là một lớn một nhỏ hai cái đồng thời đang giả vờ. Ha ha ha, chúng ta cùng Độc Cô nguyên soái quen biết, cũng bất quá nửa tháng mà thôi. Cái này trong thời gian ngắn ngủi như thế nào kéo bên trên quan hệ, ta chỉ có thể nói, thiên hạ không có ta không làm được sự tình. Trác Phàm ta cười một tiếng nói. Ngay sau đó, Lạc Vân Hải cũng là cười quái dị một tiếng, còn có một chút, cái kia chính là bản thiếu gia quá ưu tú, bị cao nhân nhìn chúng, thu cái con nuôi, thu cái đồ đệ, đều là sớm muộn sự tình a. Ha ha ha. Mọi người gặp này, cùng nhau tức xạ mặt lại rơi xuống, đứa nhỏ này tuyệt bức bị Trác Phàm cho làm hư. Bất quá, không thể phủ nhận là, ngắn ngủi nửa tháng liền đem đường đường thiên vũ đại nguyên soái kéo lên bọn họ đầu này thuyền giặc, cũng thật sự là nghịch thiên bản lĩnh. Riêng là Sở Bích Quân, cùng các đại thế gia liên hệ nhiều năm, cũng không có kết giao đến thâm hậu như thế hữu nghị. Sau đó đối Trác Phàm, thì càng coi trọng mấy phần. Khó trách tiểu tử này có thể lên làm Lạc gia quản gia, trong trong ngoài ngoài, chuẩn bị chu đáo, quả thực cũng là cái toàn diện tay. Bàn về quản gia chi tư, đoán chừng coi như cái kia thần toán tử, cũng chưa chắc bị kịp được tiểu tử này. Dù sao, để một cái tam lưu thế gia, trong nháy mắt dựng vào siêu nhất lưu thế lực cái này đường nét, thế gian cũng ít có người bằng. Ai, Lạc gia có thể có Trác Phàm làm quản gia, cũng đủ để bù đắp được 7 nhà ngàn năm nội tình. Đáng tiếc, dạng này nam tử lại không muốn ở rể ta Hoa Vũ lâu. Sở Bích Quân trong lòng ai thán, bất đắc dĩ lắc đầu. Lạc gia hiện tại như là đã như thế nghiêu bức, vậy ta Tiềm Long Các đối Lạc gia giúp đỡ, có phải hay không liền có thể đình chỉ? Thực sự không quen nhìn Trác Phàm như thế trang bức, Long Giật Phi tiếng cười khẽ nói. Ách, tà thiếu gương mặt bất giác cứng cứng, Trác Phàm lập tức nghiêm sắc mặt, nhìn về phía ba nhà thủ lĩnh. Thản nhiên nói, thực chúng ta Lạc gia vật tư, còn cần rất nhiều. Lúc trước Tiềm Long Các tư giúp bọn ta một số, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tốt xấu hiện tại chúng ta 4 nhà liên minh, mặt khác 2 nhà có phải hay không cùng ý tứ, trợ giúp chúng ta cái này tam lưu gia tộc thoát bần chí phú. Người tại Hoa Vũ Thành thời điểm, lấy đi chúng ta thu thập 1 năm dược tài, còn muốn cái gì? Mẫu đơn lâu chủ giận dữ, hung ác nguyết hắn một cái. Trác Phàm xấu hổ cười cười, từ chối cho ý kiến nói, những dược liệu kia, nói tốt là vì luyện đan chuẩn bị. Coi như không phải, ta cứu các ngươi toàn cả gia tộc, không nên cho điểm tạ ơn sao. Cái này cũng có thể tính toán viện trợ bên trong. Ngươi, vô lại, mẫu đơn lâu chủ tròng mắt chừng một cái, tức giận hừ lên tiếng.
Sở Bích Quân lại là cười cười, không có vấn đề nói, ha ha ha. Bây giờ chúng ta bốn nhà là trên một sợi thừng châu chấu, ngày sau Lạc Gia có thể là chúng ta trợ lực lớn nhất, trợ giúp Lạc Gia, chẳng khác nào trợ giúp chúng ta chính mình. Sau này cho Lạc Gia dược tài phương diện, chúng ta Hoa Vũ lâu toàn bao. Không hổ là mỗ mỗ, quả nhiên có đại kiến thức. Trác Phàm giơ ngón tay cái lên khen. Tạ Khiếu Phong khẽ vuốt an ủi chòm râu, cười nói, chúng ta Kiếm Hầu phủ lấy luyện binh lập nghiệp, luyện binh tài nguyên khoáng sản không ít. Như vậy về sau linh binh ma bảo, các loại khoáng thạch, chúng ta tới vận chuyển. Trác Phàm nghe đến, ánh mắt sáng lên, bụng mừng rỡ. Bọn họ Lạc Gia bồi dưỡng không ít hộ vệ, nhưng là trong tay không có vừa tay binh khí, căn bản võ không gắn nổi đến, hắn chả hành tư lấy đi nơi nào ăn cướp một phen, không nghĩ tới Kiếm Hầu phủ thế mà thì làm cái này. Đáng chết Tạ Thiên Dương, thế mà cũng không nói sớm, về sau không phải huynh đệ. Trác Phàm trong lòng cười mắng. Long Giật Phi sờ sờ khóe miệng hai liếc rìa mép, bất đắc dĩ nhún nhún vai, như vậy, còn lại vật tư thì vẫn là do ta Tiềm Long Các bao. Nói nhảm, người không bao người nào bao, người cái Thiên Vũ lớn nhất đại thương hộ. Trác Phàm bĩu môi, thì thào lên tiếng. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn nhau, lại tất cả đều cười ha hả. Giờ này khắc này, mọi người đối Lạc Gia càng thêm coi trọng. Tuy nhiên Lạc Gia phát triển đến bộ dáng gì, bọn họ không rõ ràng, nhưng là sau lưng có Độc Cô Chiến Thiên cây to này, cái kia liền đáng giá đến bọn họ vì Lạc Gia đầu tư đi vào. Lạc Vân Hải nhìn thấy Lạc Gia đột nhiên nhiều như vậy tư nguyên, biết gia tộc lại nên có bay vào tính phát triển, cũng là hưng phấn mà nhếch miệng cười to, ngẩng đầu đọc diễn cảm lên, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Thanh Hoa lâu chủ trong mắt không khỏi sáng lên, tán dương, đứa nhỏ này xác thực rất thông minh, nói ra lời nói chính hợp cảnh này. Tất cả mọi người đều mỉm cười gật đầu, Mẫu Đơn lâu chủ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trác Phàm nói, đúng vậy a. Đứa nhỏ này thông minh nhu thuận, hiểu chuyện lễ độ, cùng người nào đó cũng là không giống nhau. Đón lấy, Mẫu Đơn lâu chủ nhìn về phía Lạc Vân Hải, cười nói với tỷ tỷ, người biết câu nói này có ý tứ gì sao? Đó là đương nhiên, Trác đại ca mấy ngày nay cố ý dạy ta sách, còn để cho ta nhớ một đời, ta đương nhiên biết rõ. Lạc Vân Hải cười lớn một tiếng, dương dương đắc ý nói, câu nói này nói đúng là a, có nhiều huynh đệ như vậy bằng hữu đến. Lại có nhiều người như vậy có thể vì ta lợi dụng, thực sự thật là vui. Ngô! Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, Trác Phàm đã tranh thủ thời gian che miệng hắn. Đợi lại nhìn về phía người khác lúc, mọi người đã là tất cả đều tức xạ mặt lại rủ xuống, sắc mặt bất thiện theo dõi hắn. Ây, ta là quản gia, khả năng không thích hợp dạy học. Trác Phàm chớp chớp vô tội mắt to, lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Mọi người cùng nhau gương mặt co lại, nghiến răng nghiến lợi nói, không, người thích hợp, người thật sự là rất thích hợp. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn xác định, cái này Lạc Gia thiếu chủ đã bị tiểu tử này làm hư. Về sau, lại thương thảo một số các nhà liên minh chi tiết về sau, Trác Phàm liền cùng mọi người cáo biệt, mang theo Lạc Vân Hải trở về Hắc Phong Sơn lên. Thế nhưng là vừa bước vào cửa, Trác Phàm liền hét lớn lên tiếng, lão bàng. Vừa trở về bàng thống lĩnh vội vàng vàng đi vào Trác Phàm bên người, lẩm bẩm nói, Trác huynh đệ, có gì phân phó? Đem trong nhà quản sự tất cả đều gọi tới, còn có. Thật sâu nhìn bên cạnh Lạc Vân Hải liếc một chút, Trác Phàm trong mắt tinh quang chớp động, ghé vào lão bàng mà thôi trước mật ngữ vài câu. Lão bàng khẽ gật đầu, liền lập tức đi, chỉ để lại một mặt mê hoặc Lạc Vân Hải, nhìn về phía Trác Phàm trong mắt tràn đầy không hiểu. Rất nhanh, Lạc Vân Thường, Lôi Vân Thiên chờ Lạc Gia cao tầng liền tất cả đều đi vào phòng nghị sự trước, cho dù là trông coi bốn cái cấp 5 đại trận Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng đều đi tới nơi này. Trác Phàm vểnh lên một đầu chân bắt chéo, ngồi tại chủ vị tỉ mỉ thưởng thức trà, mọi người thì là không hiểu ra sao. Cái này Trác Phàm đem bọn hắn tất cả đều triệu tập lại, một cái không rơi, là lại có cái đại sự gì phát sinh sao? Nhưng là Trác Phàm cái kia cỗ nhàn nhã dạng, lại cũng không giống như là có cái gì cuống cuồng sự tình giải quyết không thể. Khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, Trác Phàm quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, hôm nay đem các vị triệu tập ở đây, chủ yếu là muốn cho các vị Lạc Gia người chủ trì, làm chứng.
Từ 2 năm trước ba nhà sát nhập, Phong Lâm Thành thuộc ta Lạc nhà tư nhân tất cả lúc, chúng ta Lạc gia liền nhất định vào ở 7 thế gia hàng ngũ, hiện tại 7 nhà chính thức cắn xé, đúng là chúng ta quật khởi thời điểm. Bất quá, rắn không đầu không được, hôm nay chúng ta liền muốn đem cái này xà đầu định ra đến. Ngươi không chính là chúng ta xà đầu a, chẳng lẽ nói ngươi muốn chính thức cướp gia chủ chi vị, danh chính ngôn thuận. Lôi Vũ Đình trợn mắt một cái, bĩu môi nói. Cái này nếu là đặt ở khác thế gia, lời vừa nói ra, tất nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Thế nhưng là tại Lạc gia, mọi người nghe được lời này, nhưng cũng là bật cười lớn, mảy may không để ở trong lòng. Cho dù là Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường, cũng là làm chuyện cười nghe một chút, căn bản không lo lắng Trác Phàm sửa đổi quy chế, xoán Lạc gia gia chủ chi vị. Phải biết, hiện tại Lạc gia sở dĩ có như thế quy mô, hoàn toàn là Trác Phàm dốc hết sức chống lên tới. Bao quát 2 vị mạnh nhất trưởng lão, cũng là Trác Phàm mời về. Nếu là hắn có ý làm nhất gia chi chủ, sớm tại Lạc gia cửa nát nhà tan, một nghèo hai trắng thời điểm, thì tự lập môn hộ, làm gì chờ cho tới hôm nay. Cho nên đối với Lạc Vân Thường 2 tỷ đệ tới nói, nơi này tất cả mọi người khả năng phản bội Lạc gia, nhưng duy chỉ có Trác Phàm không có cái này khả năng. Bởi vì cái này tất cả mọi thứ, đều là Trác Phàm vì bọn họ mang đến. Nhẹ nhàng gõ gõ bát trà, Trác Phàm khẽ mỉm cười nói, ha ha ha. Ta là không hứng thú làm cái này gia chủ, để cho ta cả một đời bị một cái gia tộc vây khốn, ta cũng chịu không được. Cho nên hôm nay mời các vị tới đây, chủ yếu là vì tiểu tử này xứng danh. Nói, Trác Phàm nhìn về phía bên cạnh Lạc Vân Hải. Lạc Vân Hải khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, Bàng thống lĩnh cũng áp lấy 4 người đến trong đại sảnh, lại chính là Thái Vinh 4 cái Phong Lâm Thành nội ứng. Mấy ngày nay, Trác Phàm một mực đem bọn họ đang đóng, cũng là chuyên môn vì Lạc Vân Hải chuẩn bị. Quỳ xuống. Bàng thống lĩnh giận quát một tiếng, một chân đem 4 người đá ngã xuống đất, nhếch miệng cười lạnh, hừ, lão tử đã sớm xem các ngươi khó chịu, lần này các ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Thái Vinh 4 người co rúm lại lấy nằm trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, trên ót đã tràn đầy mồ hôi. Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, vung vung tay lên, một thanh tinh cương đại đao liền đụng một tiếng cắm vào cứng rắn trên đất đá. Thái Vinh 4 người trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng run rẩy thân thể hướng về sau thẳng tránh, nước tiểu đều sắp bị hoảng sợ đi ra. Chẳng lẽ nói, Trác Phàm đây là muốn bắt bọn hắn khai đao? Nhếch miệng cười tàn nhẫn cười, Trác Phàm dương mắt khẽ liếc Lạc Vân Hải liếc một chút, thản nhiên nói, Vân Hải, người về sau là Lạc gia gia chủ, mấy cái này phản đồ lẽ ra phải do ngươi xử trí. Vừa mới nói xong, mọi người cùng nhau giật mình. Hiện tại bọn hắn mới biết được, Trác Phàm tâm tư. Nguyên lai hắn là muốn để Lạc Vân Hải, tự mình xử quyết Lạc gia phản đồ, lấy chính gia chủ chi uy. Thế nhưng là, hắn vẫn còn con nít a, liền để hắn giết người. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm đều có chút không được tự nhiên. Lạc Vân Hải càng là thân thể không tự chủ run run, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Chớ nhìn hắn bình thường tuy nhiên cùng Trác Phàm học được hung hăng càn quấy, khắp nơi trang bức đánh mặt, nhưng lại theo không nghĩ tới, cũng có ngày, hai tay của hắn cũng muốn chấm máu tươi, hơn nữa còn nhanh như vậy. Trác Phàm, người quá phận, hắn vẫn chỉ là đứa bé, người sao có thể để hắn làm tàn nhẫn như vậy sự tình. Lạc Vân Thường vội vàng một tay lấy Lạc Vân Hải ôm vào lòng, vuốt lên hắn chấn kinh tâm linh, có chút oán trách nhìn lấy Trác Phàm. Bàng thống lĩnh cũng là có chút không đành lòng, gãi gãi gương mặt, rực rỡ cười nói, Trác huynh đệ, giải quyết mấy cái này đồ vật, cái nào dùng đến tiểu thiếu gia xuất thủ. Vẫn là để lão Bàng làm thay a, miễn cho thiếu gia dính 4 người bọn họ tạng máu. Im miệng, ngươi là tương lai gia chủ sao? Dù nói thế nào, Thái Vinh đã từng là trong nhà trưởng lão, trừ gia chủ bên ngoài, người nào có lá gan xử trí hắn? Trác Phàm trong mắt chừng một cái, mắng to lên tiếng. Bàng thống lĩnh co rụt đầu lại, cúi đầu xuống không lên tiếng nữa. Nhưng là đến tận đây, mọi người cũng biết Trác Phàm ý tứ, hắn là muốn dựng nên Lạc Vân Hải trong nhà quyền uy, gánh lên gia chủ chi trách, không tiếp tục để người khác coi hắn là tiểu hài tử đến đối đãi. Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Trác Phàm làm như thế, tuy nhiên xem ra bất cận nhân tình, nhưng là tránh thức vì Lạc gia tốt, cúc cung tấn tụy.
Nếu không Lạc Vân Hải cái này trên danh nghĩa gia chủ, từ nhỏ đã bị người mất quyền lực, tất cả sự tình người khác đều vì hắn làm tốt, hắn đều không cần lại đi suy nghĩ cái gì, tương lai nhất định là cái phế vật. Trác Phàm đây mới thực là tại vì Lạc gia, bồi dưỡng một cái hợp cách người thừa kế. Tất cả mọi người đã minh bạch Trác Phàm dụng tâm lương khổ, Lạc Vân Thường tuy nhiên trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn là quyết tâm, đẩy tay đem Lạc Vân Hải đẩy đến Trác Phàm trước mặt. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy hắn, Lạc Vân Hải lại là ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, một đầu mồ hôi lạnh. Trác đại ca, đừng nói giỡn, ta vẫn chỉ là đứa bé. Lạc Vân Hải rực rỡ cười một tiếng, ngập ngừng nói. Nhưng là Trác Phàm lại gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trên mặt không có chút nào biểu lộ, không có cha mẹ hài tử, không gọi được là hài tử. Nếu như ngươi hôm nay không dám đi làm, ta dám cam đoan, 2 năm trước Lạc gia thảm án diệt môn, đem về tái diễn. Đến lúc đó, ngươi lại không hối hận quyền lực. Thân thể thình lình rung động, Lạc Vân Hải tựa hồ lại nghĩ tới lúc trước vang vọng Lạc gia trên không giết tiếng la, giống lên một tiếng, còn có cùng tỷ tỷ một đường đào vong cảnh tượng thê thảm, trong hai con ngươi cũng dần dần kiên định. Đinh! Lạc Vân Hải một tay lấy đại đao theo trên đất đá rút lên, phát ra thanh thúy thương lang thanh âm, tiếp lấy chậm rãi hướng Thái Vinh 4 người nơi đó đi tới. Mà Thái Vinh 4 người, thì đã sớm bị sợ mất mật. Bọn họ hiện tại tất cả đều bị Nghiêm Tùng dùng nguyên lực giam cầm lấy, một thân tu vi không thi triển được, cái kia thật đúng là 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể muốn mạng bọn họ a. Giờ này khắc này, nhìn đến Lạc Vân Hải bị Trác Phàm mê hoặc, thật muốn đối bọn hắn động thủ, đã dọa đến hồn phi phách tán. Vân Hải, ngươi nghe ta nói, còn nhớ rõ lúc trước Thái bá bá là như thế nào yêu thương ngươi sao? Hai nhà chúng ta nhưng là thế giao, các ngươi Lạc gia gặp nạn, cũng chỉ có Thái bá bá chịu thu lưu các ngươi a. Thái Vinh gấp vội xin tha, đánh tới cảm tình bài. Thái Hiếu Đình cũng là liên tục không ngừng gật đầu, vội vàng nói, đúng vậy a, còn nhớ rõ Hiếu Đình đại ca mỗi lần đi các ngươi Lạc gia, đều mang cho ngươi bao nhiêu chơi vui à, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy a. Đúng đúng đúng, còn có tỷ tỷ. Tôn Vũ Phi liền vội vàng gật đầu, đại kêu ra tiếng, nhưng là suy nghĩ hồi lâu, lại là nhanh khóc lên, mẹ nó, tỷ tỷ theo ngươi không có gì giao tình, chết chắc. Tôn gia chủ cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, hai mắt lưng tròng. Nghĩ không ra bọn họ Tôn gia tại Phong Lâm Thành cũng coi như nhà giàu, sau cùng thế mà chết tại một cái thằng nhóc con trong tay. Vây xem mọi người, thì là trong lòng một trận khinh bỉ. Cái này 4 người, còn thật mẹ hắn vô sỉ, vì cầu sinh, còn cái gì lời nói đều có thể ra bên ngoài nói a, thật sự là quá không thiết tháo. Bất quá Lạc Vân Hải lại là không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là kéo lấy cây đại đao kia, tại 4 người kinh khủng ánh mắt bên trong, đi vào bọn họ sau lưng. Cái kia đại đao tại mặt đất kéo lấy, vang lên leng keng thanh âm, phảng phất là chuyên vì bọn họ vang lên tử vong nhạc buồn, để bọn hắn tâm theo cái kia rất có nhịp luật động. Nhìn không được run rẩy. Đinh! Sốt cục, Lạc Vân Hải tại bọn họ chính sau lưng, đem đại đao giơ lên cao cao. Cái kia vung vẩy tiếng gió, vang vọng tại 4 người bên tai, siêu siêu ý lạnh chui vào bọn họ cái cổ, để bọn hắn toàn bộ lưng đều phát lên một cỗ khí lạnh. Xong đời! Trong lòng bất giác trầm xuống, bọn họ đã biết, Lạc Vân Hải nghe không vô bọn họ một câu. Sau một khắc, 4 người bọn họ thì muốn đầu người rơi xuống đất. Sau đó chỉ có thể hung ác nhắm mắt lại, không cam lòng cắn chặt răng. Trác Phàm lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, Lạc Vân Thường lại là không đành lòng chật qua đầu. Bọn người người, mí mắt hơi hơi lắc một cái, chứng kiến lấy vị này Lạc gia tương lai gia chủ, lần thứ nhất đối phản đồ tiến hành trừng phạt. Hưu, một đạo lãnh quang xẹt qua, 4 người chợt cảm thấy trên đầu một cỗ ý lạnh, nhưng là cũng không có cảm giác đau đớn, cũng không có bất kỳ cái gì máu tươi lóe ra. Nhưng 4 người mở ra 2 mắt lúc, lại chỉ thấy dưới người bọn họ chỉ có một toát tóc xanh rơi xuống. Đúng lúc này, Lạc Vân Hải non nớt âm thanh vang lên, nhưng là cái kia non nớt bên trong, lại là nhiều một tia cấp trên uy nghiêm, Lạc Thái 2 nhà, dù sao thế giao. Ta Lạc gia tổ huấn, trung can nghĩa đảm, người đối với ta bất nhân, nhưng ta không thể đối người bất nghĩa. Ta nghe cổ nhân có cắt phát thay bài chi lễ, phát hiện ta lấy Lạc gia gia chủ quyền lực. Cắt đi các ngươi đỉnh đầu tóc xanh, thay thế các ngươi đầu lâu. Bất quá đến tận đây, ta Lạc Thái 2 nhà ân đoạn nghĩa tuyệt,
lần sau lại có hại ta Lạc gia sự tình, bình tĩnh chảm không buông tha. Đến mức Tôn gia, nể tình các ngươi cùng Thái gia có quan hệ thông gia, ta làm cho Thái gia cái mặt mũi. Cho nên về sau, đừng có lại tổng làm Thái gia là vướng víu. Dù sao hắn từng là chúng ta Lạc gia trưởng lão, ta cũng không hy vọng bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà về sau, lại bị người khinh thị. Thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh giống như chết tĩnh, tất cả mọi người, bao quát Thái Vinh bốn người, cũng là không thể tin nhìn lấy Lạc Vân Hải. Chẳng ai ngờ rằng, Lạc Vân Hải tuổi còn nhỏ, thế mà lại có như thế sức chịu đựng, nói ra như thế một phen đại nhân đại nghĩa chi ngôn. Cho dù là Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng hai người gặp này, cũng không thấy động dung. Tuy nhiên Lạc Vân Hải lời ấy, lộ vẻ ấu trĩ, nhưng cũng ẩn ẩn có cấp trên khí thế. Bất quá cứ như vậy, tiểu quỷ này nhưng là chẳng khác nào trực tiếp chống đối Trác quản gia a. Đi vào Lạc gia cũng không ít thời gian, bọn họ tự nhiên biết nơi này chính thức làm chủ là ai. Sau đó tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, quả nhiên, Trác Phàm sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chính mình dùng tâm vun trồng thiếu chủ, lại dám tuân chính mình ý, đây là bất kỳ một cái nào tay cầm đại quyền người, không có thể tha thứ. Riêng là giống Trác Phàm dạng này, khống chế dục cực mạnh bá chủ, thế nhưng là mảy may không cho phép có người khiêu chiến hắn quyền uy. Trong lúc nhất thời, Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng cùng nhau liếc Lạc Vân Hải liếc một chút, bất đắc dĩ than thở. Coi như người nhà là tương lai hoàng đế, nhưng thằng nhóc con, lông chưa có mọc dài, thì dám cùng phụ chính đại thần đấu, đó cũng là muốn chết. Tựa hồ cũng nhìn ra Trác Phàm sắc mặt không tốt, Lạc Vân Thường vội vàng rực rỡ cười một tiếng, đứng ra khuyên, Trác Phàm, Vân Hải hắn dù sao cũng là đứa bé, chỗ nào hạ thủ được. Nhẹ nhàng lúc lắc thu, đánh gãy nàng nói tiếp, Trác Phàm chỉ là chăm chú nhìn Lạc Vân Hải hai mắt, trong mắt không có chút nào cảm tình, tiểu tử, người thật quyết định tốt, không hối hận. Ưng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt, coi như một cái thiên huyền cao thủ, bị Trác Phàm giống như vậy như rắn nhìn chằm chằm, cũng sẽ cảm thấy da đầu run lên, càng không nói đến Lạc Vân Hải cái này thằng nhóc con, càng là dọa đến một đầu mồ hôi lạnh. Nhưng là trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải vẫn như cũ kiên định gật đầu. Nếu là Trác đại ca ngươi muốn giết bọn hắn, động thủ là được. Chỉ là ta, cảm giác đến bọn hắn, không cần phải chết tại chúng ta Lạc gia trong tay. Hừ, thiên chân vô tà. Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng không khỏi bĩu môi, cười khẽ một tiếng. Trác Phàm lại là ánh mắt khẽ híp một cái, đảo mắt vừa nhìn về phía Thái Vinh bốn người. Mà bọn họ cũng là thân thể lắc một cái, vội vàng đem đầu thấp đi, trái tim bịch bịch trực nhảy. Đúng vậy a, nơi này có thể quyết định mấy người bọn hắn sinh tử, chỉ có Trác Phàm. Lạc Vân Hải cái này tiểu hài tử, hư không đỉnh cái Lạc gia tương lai gia chủ danh hào, lại có cái dám dùng. Thế mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến là, Trác Phàm vậy mà khẽ gật đầu, thật dài thở dài, ai, không có cách, lão tử là muốn trừ bọn họ. Bất quá đã gia chủ mở miệng, cái kia cũng chỉ phải thả. Nghiêm lão, mở ra bọn họ cấm chế. Nghiêm Tùng sững sờ, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phàm, Trác quản gia, còn thật thả a. Chờ Trác Phàm lại gật đầu một cái xác nhận, Nghiêm Tùng mới vung tay lên, đem bốn người cấm chế mở ra. Trong chốc lát, bốn người lại có thể hành động tự nhiên. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại một mặt cổ quái nhìn xem Lạc Vân Hải, bốn người quả thực không thể tin được, hướng này chuyên quyền độc đoán Trác Phàm. Vậy mà thực sẽ nghe cái này tiểu mao hài tử lời nói, đem bọn hắn thả. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng là trong lòng ngũ vị tạp trần, một mảnh mê mang. Liền quỳ xuống đất dập đầu, tạ tha mạng tri ân, cũng không biết cái kia hướng cái nào địa phương đập. Bởi vì bọn hắn trong lòng còn không rõ ràng lắm, thả bọn họ đến tột cùng là Trác Phàm, vẫn là tiểu quỷ này. Đã gia chủ đã thả các ngươi, vậy thì nhanh lên cút đi. Bất quá thái trưởng lão, Trác mỗ nơi này còn có câu nói sau cùng muốn tặng cho ngươi. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Trác Phàm sâu xa nói, từ nay về sau, các ngươi rốt cuộc không với cao nổi Lạc gia. Trong lòng bất giác run lên, Thái Vinh đã là nghe ra bên trong thâm ý, thật sâu nhắm lại mắt con ngươi, thở dài, mang theo Thái Hiếu Đình bọn người quay người đi ra ngoài, không còn có hồi một lần đầu. Trác Phàm ý tứ rất rõ ràng, bây giờ Lạc gia đã cường thịnh. Cho dù là bảy thế gia cũng chưa chắc có thể động mảy may.
Cường đại như thế gia tộc, vốn là hắn thái gia cũng nên là bên trong một phần tử, đáng tiếc hắn một vị nịnh nọt bảy nhà, muốn trèo cao nhánh, lại là bỏ lỡ. Sau này Lạc gia đem sẽ tiếp tục biến đến càng ngày càng mạnh, liền Ngự Hạ thất gia cũng không dám khinh thường, nhưng tất cả những thứ này, đều cùng cha con bọn họ lại không liên quan. Mà cái này, cũng là bọn hắn tự tìm. Xa xa mà nhìn xem bốn người bóng lưng cũng như chạy trốn, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, mọi người quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều mang kỳ sắc. Cái này tựa hồ vẫn là Trác Phàm, lần thứ nhất như cái quản gia một dạng, như thế nghe chủ tử lời nói. Mà lại cái này chủ tử, vẫn chỉ là cái thằng nhóc con. Lạc Vân Hải tựa hồ cũng là có chút không hiểu nhìn về phía hắn, hiện tại hắn còn rõ ràng nhớ đến ban đầu ở đào vong trên đường, phàm là hắn làm trái Trác Phàm ý tứ về sau, liền sẽ bị đến một trận đấm đá tình cảnh. Khi đó Trác Phàm, thật sự là thừa dịp chủ gặp rủi ro, liền ức hiếp chủ tử ác nô, nhưng là hiện tại. Trác đại ca, ngươi không trách ta làm trái ngươi ý tứ, thả bọn họ đi. Lạc Vân Hải nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn người người, cũng là nghĩ không thông điểm này. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi mới là Lạc gia gia chủ, ta thân là quản gia, bất luận cái gì đề nghị cũng chỉ là đề nghị. Ngươi có nghe hay không đều tại chính ngươi, không có cái gì làm trái có thể nói. Huống hồ, vừa mới ta chỉ là để ngươi xử trí bọn họ, cũng không có nói nhất định phải muốn giết bọn hắn. Một đám nhỏ đi đi, người nguyện ý phóng sinh, cũng không quan trọng. Nghe được lời này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong lòng đối Trác Phàm càng thêm khâm phục. Tuy nhiên Trác Phàm lấy gian trá giảo hoạt, âm hiểm tàn nhẫn lấy xưng, nhưng đối Lạc gia là thật tốt không lời nói a. Rõ ràng mình có thể một tay ôm đồm, nhưng vẫn là đang không ngừng bồi dưỡng Lạc Vân Hải xử lý gia tộc sự vụ năng lực, đây rõ ràng cũng là có ủy quyền chuẩn bị. Thử hỏi. Thiên hạ cái kia quyền lực tuyệt đối người, sẽ có ý đem trong tay mình quyền lực giao ra đâu. Không qua tất cả người không biết là, điểm này Trác Phàm tại đánh ngay từ đầu quyết định tiếp nhận Lạc gia cái này cục diện rối rắm về sau, thì chuẩn bị sẵn sàng. Hắn là muốn thành lập một cái cường thịnh Lạc gia, mà không phải một cái khôi lỗi Lạc gia. Nói như vậy, hắn còn không bằng tự lập môn hộ tới nhẹ nhõm tự tại. Ai, bất quá ngươi làm như thế, ta là đã vui mừng. Lại khổ sở a. Thế mà rất nhanh, Trác Phàm liền lắc đầu, thở dài lên tiếng, trên mặt một mảnh phiền muộn chi sắc. Lạc Vân Hải ánh mắt sáng lên, hơi nghi hoặc một chút nói, Trác đại ca, đã ngươi đối với ta rất vui mừng, tại sao lại hội khổ sở đâu? Ha ha, ngươi là không biết a, ta vui mừng, tự nhiên là ngươi rốt cục có lá gan chống đối ta, có chút gia chủ khí thế. Còn khổ sở thì là ngươi tiểu tử này cùng lão tử đi một đầu hoàn toàn ngược lại đường, lão tử không dạy ngươi nhiều ngày như vậy sách. Mi đầu bất giác nhếch lên, Lạc Vân Hải nhìn tỉ tỉ liếc một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, bọn người người cũng là không hiểu. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, Phàm là cấp trên, lớn đến nhất quốc chi quân, tông môn chi trưởng, nhỏ đến thế gia gia chủ, lục lâm đứng đầu, muốn đăng vị, tuy có ngàn đầu đạo, vạn cái đường. Nhưng trên đại thể, chỉ có hai loại đường. Một là lấy đức phục người vương đạo, hai là dĩ võ phục nhân bá đạo. Lão tử làm việc từ trước đến nay không thế nào giảng đạo lý, thế nhưng là ngươi tiểu tử này, thế mà nói chuyện gì trung can nghĩa đảm, nhân nghĩa hành trình. Ai, cùng lão tử không phải một đường a. Nghe đến lời này, mọi người không khỏi bật cười ra tiếng, Lạc Vân Thường càng là chế nhạo nói, Lạc gia có một cái ngươi Trác đại quản gia. Mọi người đã là mỗi ngày trải qua trong lòng run sợ thời gian, sợ một việc làm không tốt, liền bị ngươi chửi mắng một trận. Nếu là Vân Hải cũng biến thành ngươi cái dạng kia, vậy cái này nhà còn có thể đợi a? Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa cười to lên. Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng lại là rất tán thành gật đầu, một cái Trác Phàm đã để bọn họ hai đại cao thủ khúm núm, trưởng lão địa vị không có chút nào bất luận cái gì thể hiện, quả thực thì cùng cái hạ nhân không có gì khác biệt. Nếu là hai cái Trác Phàm lời nói, vậy bọn hắn không tới tấp chuông biến thành nô lệ a. Cho nên Lạc Vân Hải cái này tương lai gia chủ, có thể cùng Trác Phàm ác ma này mỗi người đi một ngả, đi đến ngược lại đường, bọn họ cũng là vạn phần vui mừng. Bất quá bọn hắn không phải vì Lạc gia, mà chỉ là vì chính mình ngày sau trong nhà vận mệnh may mắn. Thế nhưng là Trác Phàm lại là lắc đầu,
khinh thường nói, phụ nhân chi ngôn, tóc dài kiến thức ngắn. Vương đạo chi lộ tuy nhiên xưa nay bị mọi người chỗ tôn sùng, thế nhưng cũng bất quá là kiện kim lũ ngọc y mà thôi. Kim ngọc bên ngoài, thối giữa bên trong, thế gian, lại có bao nhiêu người có thể làm đến chánh thức vương đạo. Đại bộ phận cũng chỉ là mượn vương đạo tên, được bá đạo chi thực. Nếu là Lạc gia thật muốn bằng lấy đức phục người đến làm giàu, hừ hừ, ta cam đoan bị chết so 2 năm trước còn thảm. Cái gì, cái kia? Vậy ta vẫn đi theo người bá đạo chi lộ đi. Lạc Vân Hải quính lên, chặn lại nói, hiện tại ngươi đem 4 người kia bắt trở lại, ta nhất định không lại nương tay. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Vân Hải trong mắt đã là ngấn lệ. Nhìn tới năm đó thảm án diệt môn, xác thực để hắn tâm lý lưu lại ám ảnh, không muốn lại dẫm lên vết xe đổ một lần. Thế nhưng là Trác Phàm có thể nhìn ra, hắn ở sâu trong nội tâm là như thế nào dãy giụa. Bật cười lắc đầu, Trác Phàm sờ lấy đầu hắn nói, giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi. Thực ta hôm nay để ngươi xử trí 4 người kia, đệ nhất, nhìn ngươi có không có gia chủ tư chất. Ha ha ha, không tệ, ngươi vượt qua kiểm tra. Thứ hai, nhìn ngươi đi là cái gì đều xưng bá con đường. Tuy nhiên không như ý muốn, nhưng là không quan hệ, có ta ở đây. Ngươi không muốn làm, ta đi giúp ngươi làm. Ngươi không muốn dính máu, ta dùng từng chồng bạch cốt cho ngươi xếp thành kim tự tháp, để ngươi đứng tối cao cấp. Ngươi tiếp tục ngươi vương đạo chi lộ, ta dùng bá đạo cho ngươi bình định hết thảy, thẳng đến ngươi đứng được đầy đủ cao, không có người có thể lại sờ đến ngươi mới thôi. Trác đại ca, Lạc Vân Hải một tiếng bi thương, bổ nhào vào Trác Phàm trong ngực, trong mắt đã tràn đầy cảm kích nước mắt. Lạc Vân Thường cũng là nhẹ che môi son, trong mắt nước mắt lóng lánh, thì thào lên tiếng cảm ơn ngươi. Bọn người người, khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm kính phục. Lạc gia không có cái gì, nhưng có Trác Phàm một người, liền đầy đủ. Tốt, lão bàng, người đem tiểu tử này lại tiến đến Độc Cô Quân chỗ đó đi. Vỗ nhẹ đập Lạc Vân Hải phía sau lưng, Trác Phàm đột nhiên cười nói, nếu là ngươi cùng lão tử đi một đường, lão tử có lẽ sẽ tự mình dẫn ngươi đi tu luyện. Bất quá bây giờ, cái kia Độc Cô lão đầu càng thích hợp ngươi đi. Bàng thống lĩnh trịnh trọng gật đầu một cái, liền lôi kéo lưu luyến không rời Lạc Vân Hải rời đi. Trác Phàm nhìn còn lại người liếc một chút, thản nhiên nói, các ngươi cũng các tổ chức đi thôi, Lệ lão cùng Nghiêm lão lưu lại, có việc thương lượng. Khẽ gật đầu, còn lại người đều rời đi, chỉ có Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng lưu lại. Trác Phàm thở dài, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, tự lẩm bẩm, làm sao lại cùng lão tử không phải một đường đây, rõ ràng lão tử dạy hắn nửa tháng sách a. Hắc hắc hắc, Trác quản gia còn đang xoắn suýt cái này a, thật sự là đem tiểu quỷ kia coi như con trai. Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trên mặt kính phục lại là hết sức rõ ràng, bất quá Trác quản gia, lão phu hôm nay mới thật sự là đối ngươi bội phục sát đất. Như loại này chủ nhược thần cường gia tộc, nếu là đặt ở lão phu trên thân, sớm mẹ hắn thay đổi triều đại, xoán quyền. Giống Trác quản gia như thế hết sức đến đỡ, lão phu cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu. Quả nhiên như Lạc gia tổ huấn một dạng, trung can nghĩa đảm, bội phục bội phục. Đúng vậy a, tuy nhiên Trác quản gia một mực nói mình là bá đạo. Nhưng là tại Lạc gia một chuyện lên, Trác quản gia thật là hoàn toàn xứng đáng vương đạo chi sư, trọng tình trọng nghĩa a. Cũng không biết lúc trước Trác quản gia đến tột cùng là thụ Lạc gia chủ như thế nào ân huệ, thế mà có thể như thế phụ trợ cái này đôi tỷ đệ hai, cũng thật sự là khó được. Nghiêm Tùng cũng là ôm một cái quyền, cười hì hì xu nịnh nói. Bất đắc dĩ bĩu môi, Trác Phàm nhìn hai người liếc một chút, mắt trợn trắng. Hắn cùng cái kia Lạc gia gia chủ có cái dám quan hệ, còn không phải từ ngay từ đầu tâm ma quyết định. Mặc dù bây giờ đã không hoàn toàn là vì tâm ma, hắn đối Lạc gia cũng xác thực sinh ra cảm tình. Nhưng là cuối cùng, vẫn là bởi vì tư lợi mà lên. Cho nên nói hắn là vương đạo, hắn cũng chỉ có thể ha ha. Các ngươi hai cái, tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, có cái gì hỏa hệ cùng thủy hệ cao thủ, hai cái. Trở lại chuyện chính, Trác Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người, một mặt nghiêm túc nói. Hai người không khỏi khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, nghi ngờ nói, Trác quản gia hỏi cái này làm gì. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thản nhiên nói, bây giờ Lạc gia tuy nhiên tạm thời an ổn, nhưng bảo vệ về sau mà nói, lại có người đến rối loạn. Bây giờ 4 cái đại trận,
phía đông Độc Long trận từ Nghiêm lão trưởng khống, Lệ lão là luyện thể tu giả, trưởng quản phía tây Kim Quang trận tốt nhất. Cho nên ta còn cần hai vị cao thủ, trưởng quản phương Nam Hắc Viêm trận, cùng phương Bắc Băng Ảnh trận. Đến lúc đó cho dù có người đến sông, tứ đại cấp 5 trận thức cùng một chỗ phát động, mà lại lẫn nhau chiếu ứng, cũng gọi hắn tới đi không được. Khẽ chau mày, Lệ Kinh Thiên trầm ngâm sau một lúc, lẩm bẩm nói, ấn Trác quản gia yêu cầu, ta ngược lại là có hai cái nhân tuyển. Há, là ai? Trác Phàm vội vàng nói. Liệt Hỏa lão tổ, Cửu Viêm Hải, Băng Nguyệt ma nữ, Tuyết Thanh Kiến. Cái gì, cái kia hai lão quái vật, thế mà, Lệ Kinh Thiên vừa dứt lời, độc thủ Dược Vương liền kêu lên sợ hãi, tiếp lấy như trống lúc lắc giống như dao động cái đầu, không nên không nên, cái kia hai lão quái vật rất cố chấp, liền lúc trước đế vương môn mời bọn họ rời núi, bọn họ cũng không chịu. Về sau đế vương môn mạnh đến, còn thiệt thòi lớn, ngày sau liền lại không có người đi quấy rầy bọn họ. Há, thực lực bọn hắn như thế nào? Trác Phàm lông mày nhíu lại nói. Thần chiếu ngũ trọng, Lệ Kinh Thiên trong mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, lúc trước lão phu cùng bọn hắn giao thủ qua, nếu là đơn đả độc đấu, lão phu còn có thể thắng một bậc. Nhưng nếu là hai người liên thủ, thủy hỏa trung tế, coi như năm cái lão phu cũng chưa chắc có thể thắng đến bọn hắn. Há, thế mà còn biết thủy hỏa tương sinh chi thuật. Hắc hắc hắc, tốt, cũng là bọn họ. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sờ mũi một cái, sáng mai, chúng ta xuất phát. Thế nhưng là Trác quản gia, chúng ta làm sao mời được đến bọn họ. Nghiêm Tùng nháy mắt mấy cái, lo lắng nói. Lạnh hừ một tiếng, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, lão tử đi bá đạo lộ tuyến, còn dùng mời. Lệ lão, lần trước còn lại cái kia hai khỏa xuân dương đan, người còn giữ đi. Đó là đương nhiên, loại này linh đan diệu dược, ta nhưng là không nỡ ném a, ha ha ha. Vừa mới nói xong, ba người liếc nhìn nhau, đều là phát ra trận trận âm hiểm cười thanh âm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trác Phàm lưu lại Nghiêm Tùng ở nhà thủ hộ, để phòng bất trắc, chính mình thì mang theo Lệ Kinh Thiên, đi tìm thăm cái kia hai lão quái vật, cho nên ngay cả người khác đều không có thông báo. Về sau Lạc Vân Thường vẫn là sẽ nghiêm trị lỏng chỗ, biết được bọn họ hạ lạc, trong lòng một trận tức giận. Nói về là về, nói đi là đi. Còn thật đem nơi này làm khách sạn. Đồng dạng tức giận, còn có Lôi Vũ Đình, bởi vì Trác Phàm lần này sau khi trở về, trong mắt tựa hồ càng không có nàng cái bóng. Trừ công sự, thì là công sự, liền nói chuyện riêng thời gian đều không có. Hừ, quả nhiên tiểu tử kia ở bên ngoài có người. Lôi Vũ Đình hung hăng nắm chặt quyền đầu, nghiến răng nghiến lợi, giống như một cái cọp cái, tùy thời đều muốn bạo phát một dạng. Ba ngày sau, Độc Cô Chiến Thiên được đến Hoàng đế Thánh chỉ triệu hồi, Độc Cô đại quân lập tức liền muốn xuất phát. Lạc Vân Hải làm hắn thứ năm con nuôi, cũng muốn theo quân tiến về. Thế nhưng là, tại người Lạc ra trước để đưa tiễn trong đội ngũ, Lạc Vân Hải nhưng thủy chung không có gặp Trác Phàm bóng người, bất giác có chút hưu quạnh. Dù sao Độc Cô Chiến Thiên chinh chiến xa trường mấy chục năm cũng không hồi chiều, hắn cái này một đi theo, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về. Lại càng không biết lúc nào có thể gặp lại Trác Phàm một mặt, trong lòng tự nhiên tăng thêm thương cảm. Lạc Vân Thường sờ sờ đầu hắn, chỉ có thể thêm chút trấn an, lại cũng không thể tránh được. Trác Phàm người này làm theo ý mình quen, tuy nhiên tất cả mọi người biết hắn làm tất cả mọi thứ, đều là vì Lạc gia tốt. Thế nhưng là mỗi một việc, lại như thế bất cận nhân tình. Tối thiểu nhất, người trước khi đi, đến nhìn một chút đứa nhỏ này cũng tốt ha. Nhưng là Trác Phàm lại dường như căn bản không muốn loại chuyện này, chỉ vì trong mắt của hắn, chỉ có lâu dài lợi ích. Sau 3 tháng, một tòa uốn lượn cao trăm dặm đứng thẳng sơn mạch trước, xuất hiện hai bóng người, lại chính là Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên. Xa xa nhìn về phía sâu trong dãy núi kia, liếc một chút nhìn không thấy bờ, Trác Phàm lại là cảm thán liên tục. Núi này tên là Tuyết Viêm Phong, một nửa băng tuyết ngập trời, vẩy nước thành đá, không ra một hơi ở giữa. Một nửa khác biển lửa đầy trời, cuồn cuộn sóng nhiệt, liền có thể đem bên trong phương viên 10 dặm bất cứ sinh vật nào nướng chín, không có một ngọn cỏ. Mấu chốt là, chênh lệch thật lớn như thế cực nhiệt cùng cực hàn hoàn cảnh, thế mà không có chút nào khoan nhượng, chỉ là ở giữa nhất tuyến thiên vị trí, trong nháy mắt cải biến. Phảng phất là trực tiếp từ ngày đông giá rét, đột nhiên tiến vào nóng bức một dạng,
khiến người ta không khỏi cảm thán, thế gian kỳ diệu. Thế nhưng là Trác Phàm hai người lại biết, đây cũng không phải là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, mà chính là người làm gây nên. Nguyên bản nơi này chính là bốn mùa rõ ràng, non xanh nước biếc chi địa, cũng không kêu cái gì tuyết viêm phong. Nhưng là từ khi cái kia hai lão quái vật đến về sau, một lời bất hòa, liền mỗi ngày động thủ, cho nên tại cứ thế mà đem một tòa Cẩm Tú sơn mạch, biến thành bây giờ như vậy, giống như địa ngục hỏa hải băng phong. Ai, cuối cùng là đánh bao lâu, mới có thể đánh cho liền hình dạng mặt đất đều mẹ hắn biến. Trác Phàm thở dài, bật cười lắc lắc đầu, bất quá trong lòng lại là âm thầm gật đầu, thực lực như thế, cho dù đặt ở thần chiếu cảnh bên trong, cũng là tài năng xuất chúng cao thủ, xác thực đúng quy cách, đáng giá hắn đem hai người mời chào trở về. Lệ Kinh Thiên nhịn không được cười lên, thản nhiên nói, Trác quản gia, hai người này vốn là một đôi người yêu, năm đó cũng là quát tháo thiên vũ, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hung sát. Nhưng là bọn họ tính cách cực kỳ cổ quái, lại tu hành lẫn nhau là ngược lại thuộc tính công pháp, không ai phục ai. Về sau ẩn cư sơn lâm, ngược lại là còn thiên vũ một mảnh an bình. Bất quá lại hủy cái này một mảnh tốt núi tốt thủy a, ha ha ha. Đã như vậy, hai người bất hòa, lúc trước đế vương môn còn không trị được bọn họ. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm lẩm bẩm nói. Cười nhẹ lắc lắc đầu, Lệ Kinh Thiên một mặt cảm thán nói, Trác quản gia, cái này người yêu sự tình, kỳ diệu nhất. Chớ nhìn bọn họ trong nhà đánh cho vui mừng, vừa có ngoại địch xâm lấn, đây tuyệt đối là nhất trí đối ngoại. Hai người phối hợp càng là không chê vào đâu được, lúc trước chúng ta 10 cái thần chiếu cao thủ, đều bị đánh cho mặt mày xám xịt, hậm hực mà về a. Nguyên lai là dạng này, xem ra bọn họ là diện mạo bất hòa, tâm cùng a. Trác Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, không sai gật đầu. Ông! Đột nhiên, một đạo thần thức ba động trong nháy mắt truyền đến, đảo qua hai người trước người. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đã rõ ràng, bị người phát hiện. Lệ lão, biết một hồi nên làm như thế nào đi. Trác Phàm sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, lạnh lùng nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên khẽ gật đầu, đó là đương nhiên, dùng trí không đối đầu nha, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên. Đúng lúc này, theo một đạo tiếng rít truyền đến, một nói bóng người màu đỏ từ cái kia hỏa diễm sơn mạch chỗ hướng hai người nơi này đánh tới, đồng thời cái kia nghiến răng nghiến lợi nộ hống, cũng chấn động đến hai người màng nhĩ đau nhức. Chờ người kia rơi xuống, Trác Phàm mới quan sát tỉ mỉ một phen. Chỉ thấy người này là cái 6-70 tuổi lão giả đầu hói, một đôi sáng ngời có thần trong hai con ngươi, phảng phất có hỏa quang chớp động, toàn thân cao thấp cũng tùy thời hiện ra một cỗ sóng nhiệt. Cho dù hiện tại Trác Phàm cách hắn bên ngoài hơn 10 trượng, vẫn như cũng nhịn không được bị nướng đến đầu trong nháy mắt đầu đầy đại hán, tiếp lấy lại trong nháy mắt bốc hơi không thấy. Trác Phàm cũng hoài nghi, có phải hay không cùng hắn đón thêm gần một chút, đều muốn bị hắn nướng thành thây khô. Thật là tinh thuần hỏa hệ nguyên lực, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng thầm khen. Lệ Kinh Thiên thì là tiến lên một bước, đem Trác Phàm ngăn ở phía sau. Ngăn trở cái kia cỗ nóng rực khí lãng hướng về phía trước, phẫn nộ quát, Cửu Viêm Hải, nhiều năm không thấy, ngươi thật sự là càng ngày càng không có phong độ. Thân là thần chiếu cao thủ, thế mà đối một cái vãn bối tạo áp lực. Hừ, phong độ, các ngươi đế vương môn có phong độ, năm đó 10 cái, đánh ta hai người 2 cái. Cửu Viêm Hải khinh thường bĩu môi, có chút bất thiện nhìn chằm chằm Lệ Kinh Thiên nói, Thiên Cương cuồng tôn, ngươi hôm nay lại tới làm gì? Bằng ngươi một cái, nhưng là tuyệt đối đấu không lại ta hai người. Khóe miệng Liệt làm cái tà dị đường cong, Lệ Kinh Thiên thản nhiên nói, Liệt Hỏa lão tổ, ngươi đừng lo lắng. Lần này lão phu đến đây, không phải là đối địch với các ngươi. Chỉ là ta trong môn vị này tiểu công tử, trời sinh hỏa tính thể chất, hoàng cực bá thể quyết không quá thích hợp hắn, cho nên lão phu phụng môn chủ chi mệnh, dẫn hắn đến đây hướng ngươi bái sư học nghệ. Bái sư. Cửu Viêm Hải giật mình, chân mày hơi nhíu lại, các ngươi đế vương môn công pháp đông đảo, còn cần đến hướng ta bái sư. Ha ha ha, ngươi nói không sai, chúng ta đế vương môn là công pháp rất nhiều, bất quá lại không có một môn, có thể theo kịp hoàng cực bá thể quyết. Chúng ta vị này tiểu công tử yêu cầu rất cao, nhất định phải tu luyện thiên vũ mạnh nhất hỏa hệ công pháp, cho nên lão phu tìm đến ngươi. Ai không biết,
ngươi liệt hỏa lão tổ phần thiên liệt diễm quyết, là gần với 7 nhà độc môn công pháp huyền giai công pháp. Cửu Viêm Hải khẽ gật đầu, như thế lời nói thật, thế nhưng là vừa nhắc tới đế vương môn, hắn thì đầy mình là lửa, chỗ nào chịu dậy. Sau đó cười lạnh một tiếng, chế nhạo nói, Lệ Kinh Thiên, từ khi ngươi thêm vào đế vương môn về sau, thế nhưng là càng ngày càng không có loại. Nguyên bản cái này mang hài tử bái sư, vì lộ ra thành ý, chắc là từ gia chủ tự mình đến đây. Thế nhưng là bọn họ thế mà để ngươi đến, hừ hừ, thật là sống thoát thoát một đầu đế vương môn chó săn. Bất giác khí tức trì trệ, Lệ Kinh Thiên trong lòng tức giận, không khỏi oán thầm. Hừ, lão tử không có loại, chờ ngươi nha ăn tiểu tử này huyết tằm, nhìn ngươi có hay không loại. Liệt hỏa lão tổ, ngươi bớt nói nhiều lời, đệ tử này ngươi là thu hay là không thu? Không thu, Cửu Viêm Hải rất dứt khoát cười to lên, châm chọc nói, lúc trước đế vương môn 10 đại cung phụng vây công hai chúng ta, lão phu còn thu thiếu ra các ngươi làm đệ tử. Lệ Kinh Thiên, ngươi làm lão phu giống như ngươi không có loại sao? Lệ Kinh Thiên hung hăng khẽ cắn môi, lại là tức giận đến nói không ra lời. Chỉ là ở trong lòng một trận nguyền rủa, hãy đợi đấy. Thế mà, đúng lúc này, một đạo không kiên nhẫn thanh âm lại là đột nhiên vang lên, Lệ lão, ngươi khi đó đem cái này liệt hỏa lão tổ đều thổi đến trên trời, ta mới miễn vì khó theo ngươi đến xem. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này a, thậm chí còn so ra kém mình đế vương môn thiên huyền cảnh trưởng lão. Cửu Viêm Hải khẽ giật mình, theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, lại chính gặp Trác Phàm cái kia khinh thường khuôn mặt, không khỏi giận dữ lên tiếng, đánh rắm, lão phu năm đó lấy một địch 10, đối ngươi đế vương môn cung phụng, đều không thua qua. Ngươi cũng dám nói, lão phu không bằng các ngươi thiên huyền trưởng lão. Vốn chính là a, Trác Phàm một mặt đồng chân, chỉ dãy núi kia nói, ngươi nhìn, chúng ta đế vương môn thiên huyền trưởng lão thiêu một ngọn núi, lửa đều không có đông cứng qua. Ngươi nha khẳng định là nguyên lực không đủ, hỏa lực không mạnh, đốt tới một nửa thế mà đều kết băng. Cửu Viêm Hải không khỏi trì trệ, lại là có chút sở khóc sở cười. Đế vương môn làm sao còn có như thế người ngây thơ, cả một đời không có đi ra ra môn a, liền hai đại cao thủ chiến đấu về sau cảnh tượng cũng nhìn không ra. Sau đó vì bảo hộ chính mình thể diện, Cửu Viêm Hải đành phải nghiêm túc dạy bảo nói, tiểu tử, niệm tình ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, lão phu không so đo với ngươi. Bất quá ngươi muốn cho lão phu nhớ kỹ, đây không phải lão phu tại phóng hỏa thiêu sơn, mà chính là lão phu cùng nhà ta cái kia bà nương, tranh đấu sau lưu lại cảnh tượng thê thảm. Qua, hảo lợi hại, nghe được lời này, Trác Phàm mí mắt vẩy một cái, sợ hãi thán phục lên tiếng, chỉ là tranh đấu hậu cảnh giống như, thì như thế hùng vĩ. Cái kia đừng nói là nhà ta những trưởng lão kia, liền xem như cung phụng cũng xa xa không kịp. Cửu Viêm Hải hài lòng gật đầu, một mặt tự đắc trẻ nhỏ dễ dậy. Thế nhưng là, Trác Phàm câu tiếp theo, lại là để hắn tức giận đến kém chút thổ huyết, thù lão, nhà ngươi bà nương hảo lợi hại a. Ngươi những cái kia lửa, đều bị nàng cho đông cứng. Phốc, Cửu Viêm Hải nhịn không được thân thể chấn động, khí trùng trán, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm, tiểu tử, ngươi không nên nói bậy nói bạ, cái gì gọi là lão phu lửa bị cô nương kia đông cứng. Rõ ràng là nàng đá lạnh, bị lão phu hóa. Liệt hỏa lão tổ cả đời, cùng mình bà nương đấu cả một đời, hận nhất người khác nói hắn so ra kém lão thái bà kia. Trác Phàm biết rõ như thế, lại cố ý nói ra khí hắn, quả nhiên kích động hắn nóng tính. Cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, trong lòng hai người cùng nhau cười gian không thôi. Thế mà, còn không đợi Trác Phàm tiếp tục mở miệng châm ngòi, một đạo thanh lệ tiếng nói liền đã trong nháy mắt truyền vào ba trong tai người, tiểu đệ đệ thật sự là có kiến thức, tỷ tỷ yêu chết ngươi. Lão bất tử, ngươi nghe đến sao? Liền một tên tiểu quỷ đều có thể nhìn ra, lão nương thắng ngươi một bậc, ngươi còn không nhận thua. Theo tiếng nói truyền đến, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp chậm rãi rơi xuống trước mắt mọi người. Trác Phàm ngửa đầu nhìn qua, thấy người tới là cái 17-18 tuổi tịnh lệ thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, cười nói tự nhiên. Nhưng là Trác Phàm nhưng trong lòng rõ ràng, cái này nha đã trên 100 tuổi. Thế nhưng là dù vậy, cái này nha còn dám ở trước mặt hắn tự xưng tỷ tỷ, thật sự là để hắn một trận ác hàn. Hắn thì không hiểu, nói chung, tu vi càng cao thâm, thọ mệnh càng dài, thực lực càng mạnh.
Thế nhưng là nữ nhân thì là ưa thích dùng tu vi một bộ phận, đến bảo trì chính mình dung nhan cùng thanh xuân, giả bộ nai tơ giả trang tịnh. Nếu là đem bộ phận này tu vi dùng tại tăng cường trên thực lực, cái kia nàng thực lực còn không đột nhiên tăng mạnh. Không đã sớm làm qua lão đầu tử này a. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thực tại không hiểu. Bất quá cái này cũng tự nhiên, giống hắn dạng này hám lợi người, tự nhiên không hiểu cái gì gọi là nữ vi duyệt kỷ giả dung. Tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Trác Phàm gặp đến cô gái này đi vào, dương dương tựa hồ 10 phần trẻ thơ gương mặt, cực kỳ trái lương tâm tán dương. Nữ tử kia ánh mắt sáng lên, yêu thích xoa bóp Trác Phàm gương mặt, cười nói tiểu quỷ, người miệng còn rất điềm mà. Tuy nhiên tỷ tỷ không vui đế vương môn người, nhưng đối ngươi là ngoại lệ nha. Trác Phàm gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, nhất chỉ cái kia Cửu Viêm Hải nói, tỷ tỷ, ngươi là hắn cháu gái chứ, thế nhưng là lại không giống. Hắn như vậy xấu, sao có thể sinh ra ngươi dạng này xinh đẹp như hoa cháu gái. Lại là một tiếng như chuông bạc cười khẽ vang lên, nữ tử kia nét mặt tươi cười như hoa, hai tay hung hăng xoa bóp Trác Phàm hai gò má. Còn tại hắn bên mặt nhẹ toát một miệng, cười nói tiểu quỷ, tỷ tỷ thật sự là thật yêu ngươi a, ôi ôi ôi. Lệ Kinh Thiên hai người gặp, thì là một trận ác hàn. Riêng là Lệ Kinh Thiên, càng là có chút bất đắc dĩ nhìn Trác Phàm liếc một chút. Ta nói Trác quản gia, ngài nếu là không biết rõ Trung Nguyên Từ, nói ra lời nói này ta không trách ngài. Thế nhưng là ngài biết rõ, ai, ngài mặt mũi còn muốn hay không? Cửu Viêm Hải càng là hung tợn chừng Trác Phàm liếc một chút, mắng to lên tiếng, người tiểu quỷ này ánh mắt là xuất khí dùng. Lão thái bà này trăm tuổi trở lên người, coi như dùng tu vi bảo trì lại thanh xuân dung nhan, nhưng toàn thân khí chất đâu còn có nửa phần thiếu nữ bộ dáng, người nhà vùi ở đế vương môn bên trong, cả một đời chưa từng thấy nữ nhân đúng hay không? Lời ấy chưa dứt, Trác Phàm còn không có đáp lời, nữ tử kia đã là một lập đuôi lông mày. Nhìn hằm hằm hướng hắn, lão bất tử đồ vật, lão nương chỗ nào không giống tiểu cô nương, lấy đánh đúng hay không? Hừ, người xem một chút người bộ dáng này, nào có tiểu cô nương cả ngày tự xưng lão nương? Cao tuổi rồi, còn như thế không biết xấu hổ không biết thẹn. Cửu Viêm Hải bĩu môi, suy cười ra tiếng. Nữ tử kia gương mặt một đỏ, giận hừ một tiếng, nhất trưởng đánh ra. Chỉ một thoáng, một cỗ vệt trắng lóe qua. Trong không khí liền cuồn cuộn sóng nhiệt, đều trong nháy mắt kết thành bông tuyết. Cửu Viêm Hải trong mắt co rụt lại, không dám chậm trễ chút nào. Vung lên ống tay áo, một cỗ nóng rực hỏa diễm phun ra, nhất thời đem đạo bạch quang kia đỡ được, lão thái bà, ngươi lại muốn động thủ đúng hay không? Đúng thì sao, ai để ngươi tại đứa nhỏ này trước mặt, mang ra lão nương nội tình? Hừ, mang ra ngươi nội tình thì thế nào? Ngươi bó lớn như vậy số tuổi. Còn muốn dưỡng cái đồng nam tử, trâu già gặm cỏ non a. Lão bất tử, nói vớ nói vẩn. Trong lúc nhất thời, hai người lần nữa cãi vã, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhìn nhau, trong lòng cười thầm. Đón lấy, vẫn là Lệ Kinh Thiên vội vàng đứng ra, vội vã khô tay nói, hai vị, lão phu hôm nay là mang đứa nhỏ này đến bái sư học nghệ, không phải nhìn hai vị cãi nhau. Đã thù huynh không nguyện ý lời nói, vậy lão phu trước hết dẫn hắn đi. Tỷ tỷ, gặp lại, Trác Phàm có chút lưu luyến nhìn về phía nữ tử kia, không thôi khoát khoát tay. Nữ tử kia thấy một lần, không khỏi trong lòng mềm nhũn, hét lớn lên tiếng, chờ một chút, đứa nhỏ này ta nhìn ưa thích, nhận lấy. Người nhận lấy cái rắm, người ta là hỏa tính thể chất, thích hợp luyện lão phu hỏa hệ công pháp. Người cái luyện thủy hệ công pháp, mù tham cùng cái gì? Cửu Viêm Hải khinh thường bĩu môi, mỉa mai cười ra tiếng. Nữ tử kia chẳng hề để ý, hiên ngang đầu, lạnh lùng nói, lão nương đánh với ngươi cả một đời quan hệ, ngươi cái kia phần thiên liệt diễm quyết, lão nương ngược lại lưng đều có thể gánh vác, làm sao thu không được đứa nhỏ này. Cửu Viêm Hải trì trệ, suy nghĩ một chút cũng thế, bất quá suy nghĩ một hồi, nhưng lại giễu cợt cười ra tiếng, hắc hắc hắc. Lão phu sở dĩ có thể trở thành thiên vũ đệ nhất hỏa hệ cao thủ, cũng không chỉ là dựa vào cái kia bộ công pháp, mà chính là bằng cái này. Nói, trong tay liền không hiểu lóe ra một đóa phát ra ầm ầm gào thét tiếng vang đỏ thẫm hỏa diễm tới. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, ngăn không được kêu lên sợ hãi, thiên địa linh hỏa, địa hải bạo viêm. Gào to, tiểu tử thẳng có ánh mắt a.
Cửu Viêm Hải lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, khen ngợi gật đầu, không sai, nếu như ngươi là bái lão phu làm thầy lời nói, trừ phần thiên liệt diễm quyết bên ngoài, lão phu sẽ còn phân một đạo đất này biển bạo viêm tử viêm cho ngươi, khi đó ngươi mới thật sự là đến truyền lão phu y bát. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng không sai. Hắn hiện tại mới rốt cuộc biết, vì sao liệt hỏa lão tổ cường đại như thế, cùng cái kia băng nguyệt ma nữ liên thủ, thế mà có thể cùng 10 vị thần chiếu cao thủ chống lại. Trừ hai người bọn họ chặt chẽ phối hợp bên ngoài, đất này biển bạo viêm cũng là một cái mạnh mẽ thủ đoạn. Phải biết, tuy nhiên cùng vì thiên địa linh hỏa, nhưng là cũng có cao thấp có khác. Giống độc thủ dược vương trong tay cốt linh chân viêm, chính là xuất từ lòng đất thi hài bên trong, xem như âm hỏa, cũng là lửa nhỏ, luyện đan tự nhiên là tốt nhất, nhưng là không sở trường tại chiến đấu. Mà đất này biển bạo viêm, chính là sinh tại địa tâm trong núi lửa, trời sinh cuồng bạo, chính là dương hỏa, càng là lửa to, chẳng những có thể lấy tăng cường luyện khí hiệu suất, chiến đấu càng là làm ít công to. Đón lấy, Trác Phàm lại quay đầu thật sâu nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút. Cái này nha năm đó ở địa hải bạo viêm phía dưới, thế mà còn có thể lực ép cái này Cửu Viêm Hải một đầu, có thể thấy được thể phách cường hãn đến loại nào biến thái trình độ. Mà lại, cái kia vẫn chỉ là hoàng cực bá thể quyết thất trọng cảnh. Hiện tại hắn tu luyện hoàn chỉnh ma sát quyết, còn bổ sung 3 chiêu huyền giai vũ kỹ, ngày sau không biết muốn mạnh đến loại nào tình trạng. Thiên cương cuồng tôn thật sự là khó được võ si, cùng luyện thể kỳ tài, lúc trước có thể đem hắn thu phục, thật sự là nhặt được bảo bối. Nhìn thấy Trác Phàm hướng mình nơi này xem ra, tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười cười, kiêu ngạo mà hiên ngang đầu. Ách, tỷ tỷ, hắn nói bái hắn làm thầy, có thể được đến cái kia thiên địa linh hỏa tử viêm, nếu không. Trác Phàm chỉ Cửu Viêm Hải, rực rỡ cười một tiếng nói. Trong mắt bất giác ngưng tụ, cái kia băng nguyệt ma nữ bất giác có chút không phục, vội vàng nói, hài tử, người đừng vội, lão gia hỏa kia có, tỷ tỷ nơi này cũng có. Mồ hôi, người ta đó là hỏa hệ cao thủ, thu phục thiên địa linh hỏa tự nhiên không nói chơi. Ngài một cái thủy hệ cao thủ, thế mà cũng nói mình có thiên địa linh hỏa, không sợ cùng chính mình công pháp tương xung a. Thế mà, Trác Phàm chính nghĩ như vậy. Băng nguyệt ma nữ Tuyết Thanh Kiến dĩ nhiên đã ngón tay một túm, một đạo lam nhạt ánh sáng lấp lóe trong lòng bàn tay. Trác Phàm mí mắt bất giác nhíu nhíu, nhất thời cả kinh kêu to đi ra, ta dựa vào, lại là băng tâm nguyệt linh. Không sai, cùng thiên địa linh hỏa nổi danh, thậm chí so với càng thêm hy hữu, đồng dạng sinh ra giữa thiên địa thủy hệ chí bảo, cũng là cái này băng tâm nguyệt linh. Như thế thiên địa kỳ vật, chính là vạn năm đá lạnh dưới giường tinh hoa. Thụ vạn năm ánh trăng rèn luyện trí âm chi vật, có thể lay động bình thiên hạ nóng rực, gột rửa trong lòng tạp niệm, làm cho tu luyện làm ít công to. Trọng yếu nhất là, nó đóng băng ngàn vạn hàn khí, tầm thường cao thủ căn bản ngăn cản không nổi. Lần nữa thật sâu nhìn hai người liếc một chút, Trác Phàm rốt cuộc biết bọn họ như thế nào biến thái đem đế vương môn 10 vị cung phụng đánh cho răng rơi đầy đất. Sử dụng đất biển bạo viêm cùng băng tâm nguyệt linh tiến hành thủy hỏa trung tế phối hợp, thực lực kia quả thực cũng là lật tăng trưởng gấp bội. Chớ nhìn bọn họ là hai người liên thủ, nhưng sử xuất thực tế thực lực, cũng tuyệt đối vượt qua 10 vị thần chiếu cảnh cộng đồng liên thủ. A, người đứa nhỏ này kiến thức bất phàm a, thiên địa linh hỏa tuy nhiên hy hữu, nhưng không ít người lại cũng biết. Thế nhưng là cái này băng tâm nguyệt linh lại là hiếm có người biết rõ, người lại nhận được ra. Tuyết Thanh Kiến kỳ dị mà nhìn xem Trác Phàm, trong mắt dị sắc liên tục. Trác Phàm xấu hổ cười cười, lẩm bẩm nói, nhìn sách cổ, biết một chút, ha ha ha. Uy, lão thái bà, người ta là muốn luyện hỏa hệ công pháp, người cái này băng tâm nguyệt linh coi như lợi hại hơn nữa, cũng cùng người ta không hợp bộ nha. Lão phu khuyên ngươi, cũng đừng lại mù tham hòa. Lúc này, gặp Tuyết Thanh Kiến đối Trác Phàm càng thêm có hứng thú. Cửu Viêm Hải bất giác đại kêu ra tiếng. Con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm tựa hồ giải cái gì, vội vàng một phát bắt được Tuyết Thanh Kiến cánh tay, lắc tới lắc lui, làm nũng nói, tỷ tỷ, ta thật sự là muốn theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, đáng tiếc chúng ta thuộc tính bất hòa, ta cũng không dùng được ngươi cái này băng tâm nguyệt linh. Ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp, để lão đầu kia truyền ta cái kia địa hải bạo viêm. Uy, tiểu tử, buông ra lão thái bà kia. Thế mà, Tuyết Thanh Kiến thượng không nói chuyện,
Cửu Viêm Hải đã là nhất chỉ Trác Phàm, gầm thét lên tiếng. Tuyết Thanh Kiến lông mày nhíu lại, khóe miệng nhếch lên một cái tinh nghịch nụ cười, tốt, ta giúp ngươi muốn. Đón lấy, liền nhìn về phía Cửu Viêm Hải, ngẩng đầu nói, lão bất tử, chúng ta đánh cược như thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Quy củ cũ, nếu là ngươi có thể thắng ta một chiêu nửa thức, ta thì không thu đứa bé này. Nếu là ta có thể thắng ngươi một chiêu nửa thức, vậy ngươi thì giao ra địa hải bạo viêm tử viêm, cho ta cái này mới thu đệ tử làm lễ gặp mặt, như thế nào? Tuyết Thanh Kiến trong mắt lóe tinh quang, lớn tiếng nói. Trác Phàm nghe xong, vội vàng ôm lấy Tuyết Thanh Kiến nói, không muốn, tỷ tỷ, ta muốn đi cùng với ngươi, ta không muốn cái kia địa hải bạo viêm. Yên tâm đi, hài tử, lão gia hỏa này cả một đời cũng không thắng qua ta. Vỗ vỗ Trác Phàm đầu, Tuyết Thanh Kiến cười an ủi. Cửu Viêm Hải lại là tức giận tới mức giơ chân, mắng to lên tiếng, cái kia tử tiểu quỷ, lão phu không phải đã sớm đã cảnh cáo ngươi, buông ra lão thái bà kia. Thì không thả, Tuyết Thanh Kiến cùng Trác Phàm cùng nhau hả ra một phát đầu, hét lớn lên tiếng, đúng là ăn ý như vậy. Cái này có thể đem cái kia Cửu Viêm Hải tức giận đến sắp giận sôi lên, có điều hắn không dám đối Tuyết Thanh Kiến phát cáu, đành phải nhìn hằm hằm hướng Lệ Kinh Thiên, mắng, lão quỷ. Hắn là ngươi mang đến mặt trắng nhỏ, một hồi lão phu tìm ngươi tính sổ sách. Lệ Kinh Thiên nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tốt, lão phu đáp ứng. Thở phì phò hét lớn lên tiếng, Cửu Viêm Hải nhất chỉ Tuyết Viêm đỉnh núi, vẫn là chỗ cũ, đi. Vừa dứt lời, liền trong nháy mắt bay đi. Tuyết Thanh Kiến cười lớn một tiếng, cũng đi theo. Chỉ có Trác Phàm tại sau lưng đuổi theo, la lên, tỷ tỷ, ta không muốn ngọn lửa kia. Ngươi nhưng là tuyệt đối không nên có việc a. Thế mà, đợi hai người đều biến mất bóng người, Trác Phàm sắc mặt lại là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, cười nhạo nói các ngươi. Nhưng là nhất định muốn đánh thống khoái a. Ha ha ha, Trác quản gia trở mặt thật là nhanh, nếu là lão phu không biết nội tình lời nói, đoán chừng cũng sẽ bị ngươi cái kia hồn nhiên bề ngoài làm cho mê hoặc, coi là ngài là cái không dành thế sự dương quang thiếu niên đâu. Bớt nịnh hót. Trác Phàm khẽ liếc Lệ Kinh Thiên liếc một chút, trong mắt lóe lên một đạo thâm thúy ánh sáng, ngươi cho rằng cái kia hai lão quái vật hội dễ dàng như vậy mắc lừa a? Hừ hừ, bọn họ bất cứ lúc nào đều giữ lấy một tay đâu. Há, cái kia kế hoạch chúng ta thất bại, bọn họ không biết đánh lên. Không. Khoát khoát tay, Trác Phàm tà dị cười nói, bọn họ sẽ đánh, hơn nữa còn sẽ đánh đến long trời lở đất, đơn giản là lão thái bà kia muốn đánh. Này lão đầu tử tự nhiên sẽ bồi tiếp. Bất quá, hai người đều sẽ lưu lại thủ đoạn, dùng đến để phòng ngươi. Lệ Kinh Thiên bất giác run lên, mi đầu hơi nhíu nhăn. Thế nhưng là rất nhanh, Trác Phàm lại cười khẽ một tiếng, thế nhưng là... Bọn họ không biết phòng ta. Ngay tại lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn phát ra, toàn bộ bầu trời đã trong nháy mắt phân vì làm hai nửa. Một nửa liệt diễm thao thiên. Giống như muốn đem toàn bộ bầu trời thiêu ra cái đại lỗ thủng, một nửa khác gió lạnh lạnh thấu xương, dường như toàn bộ không gian đều muốn đông lạnh lên một dạng. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng một nắm quyền, hai cái này lão già kia, một cái cực viêm, một cái cực thủy, đều trốn không thoát lòng bàn tay ta. Cái này hai vị trưởng lão, ta muốn định. Rầm rầm rầm, chấn thiên triệt địa tiếng vang tại toàn bộ Cửu Thiên Vân không nổ tung. Dường như trời cũng sắp sụp xuống tới đồng dạng, khắp nơi không ngừng mà run run, giống như tùy thời muốn nứt toác ra. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên, thì bình tĩnh như vậy đứng dưới chân núi, xa nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu thật lâu không ngừng. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, phần thiên chi hỏa bùng nổ, cái kia cực hàn sông băng lại là vững như bàn thạch, không có chút nào biến mất dấu hiệu. Liệt hỏa lão tổ cùng băng nguyệt ma nữ, giống thường ngày, rơi vào rằng co bên trong. Sau nửa tháng, hai người chiến đấu một mực tại thăng cấp, cho dù là Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên chỗ đứng chỗ, cũng bị liên lụy. Hai người không thể không, lại lui ra 200 dặm địa. Thế nhưng là chờ 2 tháng về sau, hai người không bao giờ có chiến đấu, đã là dần dần yếu đi xuống. Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng nhếch lên cái tà dị đường cong, thì thào lên tiếng, không sai biệt lắm. Rốt cục, tại chỉnh một chút sau 3 tháng. Nhưng nghe một tiếng ầm ầm tiếng vang phát ra, chân trời trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thiêu đốt nửa bầu trời biển lửa lui xuống đi,
cái kia lạnh thấu xương gió lạnh cũng dừng lại. Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, cái kia chúng ta ra sân, đến tiếp xuống thì nhìn ngài biểu hiện. Ha ha ha, không có vấn đề, từ khi tu luyện ma sát quyết về sau, lão phu cái này mấy tháng ở giữa thực lực, thế nhưng là rất nhiều tinh tiến a, nhất định không phụ Trác quản gia hy vọng. Cười lớn một tiếng, Lệ Kinh Thiên một chảo Trác Phàm cánh tay, trong nháy mắt hướng cái kia Tuyết Viêm Phong bay đi. Một phương diện khác, Tuyết Viêm Phong thủy hỏa tương giao nhất tuyến thiên chỗ, Tuyết Thanh Kiến từng ngụm thở hổn hển, quỳ sát tại băng tuyết phía trên, khóe miệng xẹt qua một đạo đỏ tươi vết máu, nhìn về phía đối diện bóng người, trợn lên giận dữ nhìn nói, lão bất tử, người rốt cục chịu xuất toàn lực a. Ách, lão thái bà. Cửu Viêm Hải đồng dạng suy yếu thở mấy hơi thở, nhưng là sắc mặt lại là có chút xấu hổ, thậm chí không dám cùng Tuyết Thanh Kiến đối mặt. Tâm thần bất định lên tiếng, thật xin lỗi a, thế mà đem ngươi đả thương. Tuyết Thanh Kiến trong mắt hơi híp, hừ lạnh lên tiếng, thật xin lỗi có cái dám dùng, nghĩ không ra ngươi vậy mà như thế dối trá, còn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, nhiều năm như vậy lão nương đều bị ngươi lừa bịp. Nói, ngươi đến tột cùng có âm mưu gì? Ách, Thanh Kiến, ngươi đừng hiểu lầm, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, cùng chung mối thù, chỗ nào có âm mưu gì? Không có âm mưu ngươi còn ẩn tàng sâu như vậy. Ta nhớ đến chúng ta nửa năm trước nhất chiến, ngươi còn hơi kém lão nương một bậc. Làm sao hiện tại, so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Hừ, hư ngụy nam nhân. Tuyết Thanh Kiến bĩu môi, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cửu Viêm Hải không khỏi khẩn trương, ra sức gãi gãi đầu, sau cùng khẽ cắn môi, đành phải thở dài, thừa nhận nói, Thanh Kiến, thực cái này trong hơn 10 năm, chúng ta đấu hơn 100 lần. Mỗi lần ta đều là để ngươi. Chỉ vì ngươi quá hiếu chiến, lại tính tình mạnh, nhất định chịu không được ta để ngươi sự tình, cho nên ta mới một mực lén gạt đi không nói. Nói bậy. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, Tuyết Thanh Kiến đã là mãnh liệt chừng liếc một chút, bướng bỉnh nói, muốn lúc trước ngươi là để cho ta, vậy bây giờ làm sao không cho. Cửu Viêm Hải bất giác trì trệ, trầm ngâm một hồi, lại là có chút buồn bực nói, lần này sao có thể một dạng. Nếu là ta lần này thua, ngươi thì thật đem tiểu bạch kiểm kia nhận lấy. Cô nam quả nữ, ngươi lại bảo trì dung nhan không già, ai biết hội xảy ra chuyện gì. Tuyết Thanh Kiến nhìn chằm chằm Cửu Viêm Hải phương hướng, nhìn lấy hắn bộ kia không nhanh nhảm chán dạng, lại là phốc một chút, bật cười. Cửu Viêm Hải sững sờ, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Đứa ngốc, ngươi cho rằng nhiều năm như vậy, lão nương nhìn không ra ngươi là tại để cho ta sao? Tuyết Thanh Kiến che miệng khẽ cười một tiếng, tiếp lấy tức giận khoét hắn liếc một chút, hừ, lão nương lần này mượn tiểu quỷ kia cớ, cá với ngươi. Chính là muốn để ngươi tự mình nói ra miệng, không phải vậy ngươi còn muốn chết không thừa nhận. Lão nương mặc dù tốt mạnh, nhưng cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Cửu Viêm Hải sững sờ, nháy mắt mấy cái, tiếp lấy liền vui vẻ ra mặt, nói như vậy. Ngươi không nghĩ tới đem tiểu bạch kiểm kia nhận lấy rồi. Cái này sao? Tuyết Thanh Kiến lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia nghịch ngợm nụ cười, vậy cũng không nhất định, tiểu quỷ kia còn rất khả ái. Bất quá, nhìn ngươi về sau biểu hiện đi, nếu là từ nay về sau, ngươi còn có giấu giếm ta chuyện. Lão nương cũng không chỉ là thua một cái mặt trắng nhỏ đơn giản như vậy. Ách, không có, về sau lão phu cũng không dám nữa đối ngươi có chỗ giấu giếm. Coi như hai ta lại mở khung. Lão phu cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem ngươi đánh cho đến chết. Thế nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, Tuyết Thanh Kiến liền song đồng ngưng tụ, hung ác nguyết hắn một cái. Cửu Viêm Hải không khỏi dọa đến co lại rụt cổ, rực rỡ cười gãi gãi đầu. Thấy tình cảnh này, Tuyết Thanh Kiến cũng là bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người bọn hắn mấy chục năm vấn đề, rốt cục mở ra. Hiu! Đột nhiên, tiếng xé gió lên. Lệ Kinh Thiên mang theo Trác Phàm xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mà Trác Phàm vừa thấy được Tuyết Thanh Kiến, liền không khỏi kinh hô một tiếng, hướng chỗ của hắn chạy tới, tỷ tỷ, người thụ thương, ta chỗ này có đan dược chữa thương cho ngươi. Ha ha, tiểu tử, lão thái bà kia đã thua, không cho ngươi đón thêm gần nàng. Nhìn thấy Trác Phàm trong nháy mắt đi vào Tuyết Thanh Kiến trước mặt, cái kia cỗ quan tâm bộ dáng, Cửu Viêm Hải không khỏi lần nữa lật lên một cỗ ghen tuông. Mà cũng ngay lúc này, Trác Phàm xuất ra một cái bình sứ,
đưa tới Tuyết Thanh Kiến trước mặt, tỷ tỷ, đây là Xuân Dương Đan, có thể liệu thương, cũng có thể khôi phục một số nguyên lực, người nhanh ăn đi. Tuyết Thanh Kiến mi đầu hơi hơi lắc một cái, lại là trầm ngâm một chút, cũng không có lập tức tiếp nhận. Hiển nhiên cho dù đối với Trác Phàm như thế cái nhìn qua hồn nhiên ngây thơ thiếu niên, y nguyên chú ý cẩn thận. Đụng, đột nhiên, một đạo kình khí lóe qua, Trác Phàm trên tay cái bình nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, không khỏi quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Lệ Kinh Thiên chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người, không khỏi nghi ngờ nói, Lệ lão, ngươi làm gì? Tiểu công tử, hai người này chính là ta đế vương môn đại địch, lúc này suy yếu, chính là trừ bỏ cơ hội tốt. Trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo sát ý, Lệ Kinh Thiên lạnh lùng nói. Nghe được lời này, Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải không khỏi cùng nhau sắc mặt ngưng tụ, Trác Phàm cũng là giật nảy cả mình, vội vã mở ra cánh tay, đem Tuyết Thanh Kiến cản tại sau lưng, chờ một chút, Lệ lão, ngươi không phải dẫn ta tới bái sư à, vì sao? Hừ, có thể bái thành tự nhiên tốt nhất, bất quá bây giờ, giết bọn hắn, 100 càng tốt hơn. Khóe miệng liệt làm cái tà dị đường cong, Lệ Kinh Thiên nhìn về phía Trác Phàm tức giận hừ lên tiếng, tiểu công tử, ngươi tốt nhất tránh ra, không phải vậy thương tổn ngươi, hoặc là giết ngươi, lão phu cũng không phụ trách nhiệm này. Lệ Kinh Thiên, ngươi dám, cha ta là. Coi như cha ngươi là môn chủ, chắc hẳn hắn cũng ủng hộ ta cách làm này. Lấy một cái tiểu nhi tử, đổi hai đại cường địch mệnh, thực sự quá tính ra. Cười lạnh một tiếng, Lệ Kinh Thiên hướng Trác Phàm liếc liếc một chút. Trác Phàm thân thể chấn động, không tự giác lui về phía sau hai bước, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này tàn nhẫn sự thật. Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải thì là liếc nhau, khẽ gật đầu, cái này mẹ hắn còn thật có đế vương môn phong cách. Đúng, cái kia đan dược. Bỗng nhiên, Trác Phàm giống to một tiếng, bốn phía tới lui xem, đợi nhìn đến cái kia bị đánh rơi cái bình lúc, vội vã hướng chỗ đó chạy đi, tỷ tỷ, mau ăn cái kia đan dược, ngươi thì có thể khôi phục một số. Trong mắt ngưng tụ, Lệ Kinh Thiên nhất trưởng hướng cái kia bình sứ đánh tới, mạnh mẽ uy áp tựa hồ có thể đem cả ngọn núi đánh nát. Thế nhưng là ngay tại lúc này, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện, đem một trưởng kia đỡ được. Định thần nhìn lại, lại chính là liệt hỏa lão tổ Cửu Viêm Hải. Cùng lúc đó, Tuyết Thanh Kiến cũng đem cái kia cái bình nhặt lên, nhìn về phía Trác Phàm nói, tiểu đệ đệ, đan dược này thật như vậy hữu dụng. Đó là đương nhiên, Trác Phàm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lệ Kinh Thiên lại là mi đầu lắc một cái, dường như thập phần lo lắng nàng đem cái kia đan dược ăn đồng dạng, đạp chân xuống liền thẳng tắp hướng chỗ của hắn phóng đi, nhất trưởng đánh ra. Mà Cửu Viêm Hải cũng vội vàng cản đi lên, song trưởng bên trong địa hải bạo viêm, nhất thời giống như thủy triều dâng trào đi ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, địa hải bạo viêm tuy mạnh, nhưng là gặp phải Lệ Kinh Thiên cái kia đã ma luyện đến biến thái địa cường hoành thân thể, vẫn như cũ trong nháy mắt bị đánh tan. Lại thêm Cửu Viêm Hải đã chiến tháng 3 có thừa, thân thể chính suy yếu lúc, càng thêm không phải Lệ Kinh Thiên đối thủ. Phốc! Một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, Cửu Viêm Hải liền không tự chủ được bị đánh bay ra ngoài, Lệ Kinh Thiên thì không chút do dự hướng Tuyết Thanh Kiến chạy đi. Thủy hỏa trung tế, long phượng trình tường. Đột nhiên, Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải hai người liếc nhìn nhau, cùng nhau hét lớn một tiếng. Đón lấy, hai người cùng nhau kết ấn, phía sau bọn họ liền bỗng nhiên xuất hiện một đầu hỏa long cùng băng hoàng. Hỏa long chính là địa hải bạo viêm chi long, băng hoàng thì là băng tâm nguyệt linh chi hoàng. Hai người đồng thời chỉ về phía trước, cái kia băng hoàng hỏa long liền xen lẫn thiên địa uy thế, hướng Lệ Kinh Thiên phóng đi. Mà lại băng hoàng hỏa long quấn quanh cùng một chỗ, mỗi quấn quanh một vòng, liền trong nháy mắt tăng lớn mấy chục lần. Chờ tới gần Lệ Kinh Thiên trước mặt lúc, đã có đếm cao trăm trượng. Trác Phàm trong mắt co rụt lại, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Đây chính là thủy hỏa trung tế chi thuật, đem hai loại tương khắc lực lượng, lẫn nhau tương sinh, lấy cấp số nhân tăng cường. Cái này nếu như bị đánh trúng lời nói, coi như thần chiếu 6 tầng cao thủ, cũng nhất định trọng thương không trị. Bất quá, cái kia chỉ là bình thường thần chiếu cảnh mà thôi, giống Lệ Kinh Thiên dạng này luyện thể cao thủ, thì lại coi là chuyện khác. Khóe miệng nhếch lên một cái người nào cũng không có phát hiện tà dị đường cong, Trác Phàm đối Lệ Kinh Thiên tràn ngập tự tin. Quả nhiên,
Nhìn đến cái này Hỏa Long Băng Hoàng đi vào lúc, Lệ Kinh Thiên cũng không có kinh hoàng, mà chính là hét lớn một tiếng, toàn thân hắc khí lượn lờ, chính là sử xuất Trác Phàm truyền cho hắn biến thái ma công, ma sát quyết. Chỉ một thoáng, Lệ Kinh Thiên giống như hóa thành một tôn mặt đen kim cương, đạp chân xuống, không lùi mà tiến tới, hướng cái này Hỏa Long Băng Hoàng phóng đi, đồng thời một đầu màu đen long ảnh tại trước người hắn vẩn quanh, ma sát tam tuyệt thức thứ nhất, ma long ngút trời. Giống. Một tiếng giống to, giống như muốn đem chân trời xé mở. Một đầu hắc long cùng một đầu hỏa long cùng một cái băng hoàng bỗng nhiên đụng vào nhau, phát ra long trời lở đất tiếng vang. Cho dù là tuyết viêm trên đỉnh cái kia một nửa sông băng cùng một nửa biển lửa, cũng tại cái này tiếng vang bên trong rung động kịch liệt, tựa như phải tùy thời sụp đổ một dạng. Giống. Lại là một tiếng long ngâm vang lên. Chính rằng có không xong, Lệ Kinh Thiên không khỏi lần nữa quát to một tiếng, ma sát tam tuyệt thức thứ hai, quỷ long chảo. Sau một khắc, nhưng gặp nhất chảo hướng cái này hỏa long băng hoàng chộp tới, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền nghe hai tiếng khóc lóc vang lên, cái này hỏa long băng hoàng đúng là trong nháy mắt nổ tung lên, chấn động mãnh liệt bỗng nhiên đem tuyết viêm phong vốn là đứng trước sụp đổ biển lửa sông băng, trong nháy mắt bình định. Phốc phốc. Hai cái tâm huyết nhịn không được phun ra, dãy núi chạy dài ra trăm dặm biển lửa sông băng đã là tại cái này cường hãn trùng kích vào, hoàn toàn biến mất. Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, đợi lại nhìn về phía trước huyền như là ma thần Lệ Kinh Thiên lúc, đã là đầy dẫy vẻ kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ ngay từ đầu coi như đánh cho long trời lở đất, nguyên lực kiệt quệ, cũng sẽ lưu lại hậu chiêu, chuyên môn đối phó cái này Lệ Kinh Thiên. Nhưng là bây giờ bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, hôm nay Lệ Kinh Thiên đã không phải là trước kia bọn họ nhận biết cái kia thiên cương cuồng tôn. Hiện tại hắn, so trước kia phải cường đại mấy chục lần, quả thực cũng là ma thần tại thế, lấy bọn họ bây giờ suy yếu thân thể, coi như liên thủ cũng căn bản không phải hắn địch. Cái này căn bản không phải hoàng cực bá thể quyết, ngươi. Ngươi lại luyện cái gì biến thái công pháp, Cửu Viêm Hải nuốt nước miếng một cái. Một mặt sợ hãi nhìn về phía hắn. Nhếch miệng cười một tiếng, Lệ Kinh Thiên đối chính mình hiện đang tăng nhanh như gió thực lực tương đương hài lòng, đồng thời cũng càng thêm cảm kích Trác Phàm, hừ, hai cái chết người, không cần thiết biết nhiều như vậy. Nghe được lời này, hai sắc mặt người trong nháy mắt trầm xuống, minh bạch cái này Lệ Kinh Thiên hôm nay giết bọn hắn chi tâm đã quyết, trong lòng cũng ngưng trọng lên. Lấy bọn họ bây giờ trạng thái, căn bản không phải Lệ Kinh Thiên đối thủ, biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, Tuyết Thanh Kiến nhìn một chút trong tay cái kia, vừa mới nhặt lên bình thuốc. Bên trong chứa, cũng là Xuân Dương Đan. Đem hết thảy thu hết vào mắt, Trác Phàm trong lòng cười thầm, con cá rốt cục mắc câu. Tỷ tỷ, người đi mau, để ta chặn lại hắn. Đột nhiên, Trác Phàm kêu to một tiếng, như một cái lăng đầu tiểu tử một dạng, thả người nhào về phía Lệ Kinh Thiên. Một tay lấy hắn ôm lấy. Lệ Kinh Thiên ánh mắt ngưng tụ, phẫn nộ quát, tiểu công tử, người đây là làm cái gì, chẳng lẽ nhất định phải ép lão phu xuất thủ hay sao? Ta mặc kệ, dù sao ngươi không thể thương tổn tỷ tỷ. Trác Phàm ngoan cường đại kêu ra tiếng, trong mắt tràn đầy bất khuất chi sắc. Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải gặp, bất giác động dung, lẫn nhau nhìn một chút, hơi hơi gật gật đầu, đánh cược một lần. Sau đó Tuyết Thanh Kiến đem cái kia nắp bình mở ra, vừa vặn đổ ra hai viên thuốc, phân một khỏa cho Cửu Viêm Hải nói, không biết viên đan dược kia làm cho chúng ta khôi phục bao nhiêu, nhưng tối thiểu là cái đứa bé kia tấm lòng thành, tuyệt không thể cô phụ. Hắc hắc hắc, lão thái bà, nghĩ không ra người cao tuổi rồi còn phong vận vẫn còn, đem tiểu quỷ kia mê đến loại trình độ này. Cửu Viêm Hải nhếch miệng cười một tiếng, trêu chọc nói. Tuyết Thanh Kiến gương mặt một đỏ. Giận nguyết hắn một cái, lão bất tử, cao tuổi rồi còn nói năng ngọt sớt, tranh thủ thời gian ăn viên đan dược kia, ứng đối đại địch mới là. Nói xong, Tuyết Thanh Kiến liền vạch một cái trong tay giới chỉ, lẩm bẩm nói, tiểu quay quay, ra đi, vì lão nương hộ pháp. Tức, bỗng nhiên, một tiếng thanh thúy hót vang vang lên, một cái chiều cao 6 trượng màu trắng hùng ưng đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Vẫy lấy hai cái cánh, tại nàng quanh người xoay quanh. Cuồn cuộn gió lạnh giống như một đạo vô hình vòng bảo hộ giống như, đem nàng hộ ở bên trong. Cấp 5 linh thú, Hàn Ngọc Tuyết Ưng, Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên cùng nhau giật mình, đại kêu ra tiếng.
Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn kinh thanh rơi xuống, Cửu Viêm Hải cũng đồng dạng nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay bắn ra giới chỉ. Bỗng nhiên, một tiếng chấn thiên lớn lên giống phát ra, tại Trác Phàm hai người không ngừng chớp động trong hai con ngươi, lại một cái toàn thân đốt lửa nóng hừng hực, sau lưng mọc lên hỏa rực hung mãnh xích hổ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Vây quanh Cửu Viêm Hải đi một vòng, cái kia xích hổ một đầu dài ba trượng đuôi lửa đụng hất lên, liền đem bên cạnh một tòa cao mấy chục trượng tiểu sơn đánh thành phấn vụn. Một đôi tràn ngập địch ý song đồng, hung hăng nhìn chằm chằm Lệ Kinh Thiên không thả. Cấp 5 linh thú, địa tâm xích viêm hổ. Lệ Kinh Thiên mí mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng run lên, càng phát ra đối Trác Phàm kính nể. Đây hết thảy quả nhiên như Trác Phàm nói, hai cái này lão già kia mặc dù mình đánh cho trời đất mù mịt, nhưng vẫn là giữ lấy thủ đoạn để phòng hắn, hơn nữa còn không chỉ là một tay. Liền lấy cái này hai cái cấp 5 linh thú linh sủng tới nói, hắn trước kia thì chưa từng thấy, rõ ràng cũng là bọn họ đòn sát thủ cuối cùng. Trác Phàm cũng đồng dạng là tròng mắt khẽ run, nhưng lại không phải kinh ngạc hoặc khiếp đảm, mà chính là hưng phấn. Hai lão quái này vật thủ đoạn càng nhiều, thực lực càng mạnh, hắn đem bọn hắn mời chào trở về, thì càng vật siêu giá trị. Tiểu công tử, người mau tránh ra, lão phu nhất định phải thừa dịp hiện tại giải quyết bọn họ. Không muốn. Lệ Kinh Thiên vội vã nộ hống lên tiếng, Trác Phàm thì vẫn như cũ là chết ôm lấy hắn không thả. Thẹn quá hóa giận dưới, Lệ Kinh Thiên giống to một tiếng, nhất trưởng hướng Trác Phàm đỉnh đầu đánh tới, đã như vậy, vậy liền đừng trách lão phu vô tình. Mãnh liệt cương phong tới gần, Trác Phàm nhưng như cũ hung hãn không sợ chết. Tuyết Thanh Kiến nhìn đến mí mắt trực nhảy, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, hét lớn lên tiếng, tiểu tử, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Vừa dứt lời, Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải hai người liền lại không nghi ngờ, một miệng nuốt mất cái kia đan hoàn, khoanh chân ngồi xuống luyện hóa dược lực. Mà cái kia hai cái cấp 5 linh thú, thì thủ hộ ở bên, vì bọn họ hộ pháp. C-K-I-T, T-T, Lệ Kinh Thiên tới gần Trác Phàm hung mãnh nhất trưởng, im bặt mà dừng. Trác Phàm nhếch miệng lên, chậm rãi duỗi ra một tay, cùng hắn bàn tay kia nhẹ nhàng vỗ. 3. Trác Phàm đứng thẳng lưng lên, cùng Lệ Kinh Thiên liếc nhau, đồng thời âm cười ra tiếng, tiếp đó, thì chờ bọn hắn luyện hóa dược lực. Ha ha ha, Trác quản gia thật sự là thần cơ diệu toán, tuyệt không tại cái kia thần toán tử phía dưới a, hai người bọn họ thế mà thật ăn cái này không biết cái gọi là đan dược. Lấy hai người bọn họ lão quái vật cẩn thận trình độ tới nói, thật đúng là khó được lật thuyền trong mương a. Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, cười nhạo nhìn về phía trước. Cái kia hai con linh thú thì là có chút sững sờ, chủ nhân đem bọn nó mang ra, cũng là để chúng nó đề phòng lão nhân này. Nhưng là bây giờ, lão nhân này làm sao như thế thong dong tự tại, một chút cũng không có phải vào phạm ý tứ. Trác Phàm thì là nhếch miệng lên, lộ ra cái tà dị đường cong, Lệ lão lời ấy sai rồi, ta cũng không phải là cái gì thần cơ diệu toán, mà chính là có ý dẫn đạo bọn họ như thế mà thôi. Càng là tại thời khắc nguy cơ, cẩn thận nữa người cũng sẽ buông xuống cảnh giác. Chỉ cần có một tia sinh cơ, đều sẽ làm cây cỏ cứu mạng tóm chặt lấy. Uống chậm chỉ khát, cũng là như thế. Cho nên ta mới có thể một mực có ý, tạo nên loại này nguy cấp không khí, để chính bọn hắn đem cái này không biết là đan dược gì, nuốt vào trong bụng. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Lệ Kinh Thiên âm thầm gật đầu, đối Trác Phàm càng thêm kính phục. Cái này Trác Phàm văn võ song toàn, thủ đoạn quỷ dị, âm mưu dương mưu cùng sử dụng, khó lòng phòng bị, quả thật thiên cổ hiếm thấy kiêu hùng. Đúng, trầm ngâm một trận, Trác Phàm đột nhiên nghi ngờ nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ lão, ngài nói qua đế vương môn đã từng có ý thu phục hai người này, thậm chí còn xuất động 10 tên thần chiếu cao thủ, chẳng lẽ cái kia thần toán tử lãnh vô thường không có ra cái gì quỷ kế sao? Ha ha ha, hắn đương nhiên hiến qua kế sách, bất quá đáng tiếc, hắn không có ngài cái kia huyết tầm a. Cho nên lấy hắn kế sách, vây giết hai người này, đế vương môn tự nhiên dư xài. Thế nhưng là bởi như vậy, tổn binh hao tướng không nói, hai người này lại không thể chiêu an, hại người không lợi mình, cũng liền coi như thôi. Thực lúc đó môn chủ là muốn lấy lực hàng phục hai người này, để bọn hắn thực tình quy thuận, đáng tiếc hai người này phạm trật, cũng không có cách nào. Trác Phàm không sai gật đầu, nhìn đến không phải cái kia lãnh vô thường vô năng, mà chính là thủ đoạn dù sao không bằng hắn nhiều.
nếu là hắn không có cái này bí chế ma vật, huyết tầm, chỉ sợ cũng không có cách nào đem hai lão quái này vật làm. Như thế như vậy, ngay tại hắn trầm ngâm ở giữa, hai người kia đã là chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên đứng lên. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía Lệ Kinh Thiên lúc, lại là nhất thời sửng sốt. Làm sao hiện tại Lệ Kinh Thiên toàn thân cao thấp chẳng những không có mảy may sát khí, liền tiểu quỷ kia cũng bình yên vô sự. Bọn họ còn nhớ rõ, bọn họ đang nhắm mắt tĩnh tâm luyện hóa dược lực trước, tiểu quỷ kia thế nhưng là kém chút chết tại Lệ Kinh Thiên dưới lòng bàn tay a. Tựa hồ sớm đã minh bạch trong lòng bọn họ nghi hoặc, Trác Phàm chậm rãi tiến lên, hơi hơi cúi người hành lễ, mỉm cười nói, hai vị tiền bối, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ cũng không phải là cái gì đế vương môn công tử, mà chính là Lạc gia quản gia, Trác Phàm. Nay đặc biệt đại biểu nhà ta gia chủ, mời hai vị tiền bối vào ở vì Lạc gia trưởng lão, mời hai vị tiền bối cho cái mặt mũi. Hai người bất giác giật mình, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Lệ Kinh Thiên. Chỉ thấy hắn cũng là khẽ gật đầu, cười to lên, ha ha ha. Không sai, lão phu từ lâu không phải đế vương môn cung phụng, mà chính là thêm vào Lạc gia, trở thành trưởng lão. Nghĩ đến hai vị thực lực mạnh mẽ, lại không thuộc về bảy nhà bất luận cái gì một nhà, cho nên đặc biệt tới mời. Nghe được lời này, hai người không khỏi tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút, trong lòng chấn kinh. Cái này Lạc gia đến tột cùng là lai lịch gì, lại có thể đem Lệ Kinh Thiên dạng này hiếm thấy cao thủ, theo đế vương môn bên trong kéo ra. Cái này không chỉ có là đánh đế vương môn mặt, quả thực cũng là nạy ra hắn chân tường. Dù vậy, đế vương môn thế mà còn bất động thanh sắc. Nếu không, bọn họ cũng không có khả năng rảnh rỗi đến mời chào bọn họ. Nói như thế, cái này Lạc gia đến tột cùng là thần thánh phương nào a, liền đế vương môn cũng không dám động nó. Trong lòng tuy nhiên kinh hãi, nhưng là hai người vẫn như cũ ngoan cường lắc đầu. Tuyết Thanh Kiến càng là mềm mại cười ra tiếng, hí ngực nhìn về phía Trác Phàm, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mặc dù nói qua muốn thu lại ngươi, nhưng lại không nói muốn ngươi chiếm hữu ta a. Đúng, không sai, có thể chiếm hữu lão thái bà này, chỉ có lão phu một cái, ha ha ha. Cửu Viêm Hải chẳng biết xấu hổ cười to lên, Tuyết Thanh Kiến hơi đỏ mặt, hung ác nguýt hắn một cái. Trác Phàm sờ mũi một cái, mỉm cười, không sao, ta người này có cái ưu điểm, cũng là không thích nhất miễn cưỡng người khác. Nhưng là cũng có một cái ngay cả chính ta đều rất chán ghét khuyết điểm, cũng là lão tử nhìn lên đồ vật, thì nhất định muốn đem tới tay, nếu không thì hủy nó, người nào cũng đừng hòng được đến. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Trác Phàm tại hai người còn không có kịp phản ứng trước đó, đã là thủ hạ ấn quyết một đánh. Chỉ một thoáng, nhưng nghe hai tiếng kêu gào vang lên, Tuyết Thanh Kiến cùng Cửu Viêm Hải đã là trên đầu một đạo huyết mang chớp động, thống khổ ngã trên mặt đất. Cái kia hai con linh thú gặp này, không khỏi kinh hãi, vội vàng vẫy lấy hai cái cánh hướng Trác Phàm phóng đi. Nguyên lai tên tiểu quỷ này mới là lớn nhất nhân vật đáng sợ a, thế mà ẩn tàng sâu như vậy. Thế nhưng là Trác Phàm không chút nào không sợ hãi, lạnh lùng liếc bọn họ liếc một chút, thản nhiên nói, hai cái xúc sinh, thức thời cho lão tử thành thành thật thật ở lại đừng nhúc nhích, nếu không thì cho chủ nhân các ngươi nhặt xác đi. Vừa mới nói xong, Trác Phàm trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo sát ý, ấn quyết trong tay lại biến, hai người kia liền trong nháy mắt phun ra một miệng đỏ tươi dòng máu. Cuồn cuộn máu chảy theo thất khổng bên trong, như suối phun giống như không ngừng toát ra. Cái kia hai con linh thú gặp này, không khỏi kinh hãi, nhất thời liền không còn dám động, ngây ra như phỗng. Chỉ là hai cái cầu khẩn song đồng, tội nghiệp mà nhìn xem Trác Phàm, phảng phất tại cầu xin một dạng. Lệ Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm thủ đoạn độc ác, đừng nói là người, cũng là linh thú cũng có thể chỉ đến ngoan ngoãn, thật là đáng sợ. Không có để ý cái kia hai cái xúc sinh cầu khẩn ánh mắt, Trác Phàm chỉ là chậm rãi đi đến ngã trên mặt đất hai người trước người, nhếch miệng lộ ra một cái tà dị tiếu dung, hai vị tiền bối, các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng thêm vào chúng ta Lạc gia. Ngươi đến tột cùng đối với chúng ta làm cái gì? Thế mà, Trác Phàm nói còn chưa dứt lời, Cửu Viêm Hải đã là lớn tiếng ngắt lời nói. Bất đắc dĩ bĩu môi, Trác Phàm lại phải lần nữa cho bọn hắn giải thích huyết tầm lực lượng, về sau cười nói, xem ra tiểu hài tử bánh kẹo không thể tùy tiện ăn bậy, liền cho đan dược, càng không thể tùy tiện ăn bậy, ha ha ha.
nghe lấy cái kia giống như ác ma giống như tiếng cười, biết tiền căn hậu quả hai người tuy nhiên thân thể thống khổ, nhưng trong lòng lại càng là lóe qua một trận thấu xương ý lạnh. Nghĩ không ra hai người bọn họ tung hoành thiên hạ mấy chục năm, hôm nay thế mà lại cắm đến một cái mao đầu tiểu quỷ trong tay. Tốt, sau cùng hỏi các ngươi một câu, hàng không hàng? Trác Phàm gãi đầu một cái, sâu xa nói. Sĩ khả sát bất khả nhục, chúng ta tuyệt không hàng. Hai người cùng kêu lên kêu lên. Trác Phàm thở dài, hảo ngôn khuyên bảo, ta chỉ là mời hai vị vào ở ta Lạc gia trưởng lão, lại không có làm nhục hai vị ý tứ. Không tin các ngươi hỏi Lệ lão, ta bình thường làm sao đối với hắn. Trác quản gia luôn luôn đối với chúng ta chiêu hiền đãi sĩ, tôn trọng có thừa. Lệ Kinh Thiên lập tức thức thời lớn tiếng đạo, nhưng là đáy lòng lại không ngừng oán thầm, bất quá thỉnh thoảng sẽ vô tình thúc giục đi. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, lúc trước hắn cùng Nghiêm Tùng phát một số bực tức, liền gây cái này Trác Phàm nổi giận bộ dáng. Sau tới vẫn là Lạc Vân Thường cầu tình, cùng bọn hắn quỳ xuống bồi tội, mới tiêu tan lửa giận. Nếu không lời nói, không biết phải chỉnh thế nào bọn họ. Nghĩ tới đây, Lệ Kinh Thiên có chút thương hại nhìn hai người liếc một chút. Làm Lạc gia trưởng lão, đại khái là trên đời này khổ cực nhất trưởng lão, bởi vì ngươi chẳng những muốn nhìn gia chủ sắc mặt, càng phải nhìn quản gia sắc mặt. Mà thành tính toán giữ nhà chủ sắc mặt trước, cũng muốn trước nhìn vị này đại quản gia sắc mặt. Ai, cỡ nào không có địa vị trưởng lão a? Coi như tại đế vương môn, cũng không có khả năng như thế đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.